Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, con đã nghe Thế Chuyên trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Kính Bồ Tát An Lạc hiện tại báo. Hán dịch đời giáo tần, Sa môn trúc Phật niệm. Người Lương Châu, quyển 1. Phẩm 1, nêu bày khắp chốn. Nghe như vậy, một thời Đức Phật ngự tại giảng đường Phổ Thắng thuộc địa phận nước Ma Kiệt Đà cùng với đông đủ chúng đại tỳ kheo gồm 10.000 vị tỳ kheo và 15.000 vị Bồ Tát. Tất cả các bậc đại thánh thể đều phân tập đến đạo tràng. Đó là những bậc đức hạnh gồm đủ, không hề xa rời các pháp tổng trì, chỉ nguyện rộng lớn bao trùm khắp mọi nơi chốn. Thông đạt mọi thứ biện tài, dứt trừ sạch hết bao lớp lưới nghi hoặc, thần thông tự tại, giảng giải nêu bày mọi nẻo diệu nghĩa, sử dụng các phương tiện quyền xảo để sự hành hóa luôn thích nghi thuận hợp, thể hiện lòng từ bi đến mọi hàng chúng sinh thấp kém, dẫn dắt họ đạt đến bờ giác ngộ. Các bậc ấy luôn thực hiện thông suốt các pháp tam muội chánh thọ của Đức Như Lai, được chư Phật khen ngợi, được chư thiên cùng chúng nhân cung kính. Do mọi sở nguyện đều tự tại nên các vị ấy không còn bị một chướng ngại nào, có thể du hóa đến khắp các xứ sở, lãnh vực thù thắng, đặc biệt với những thần túc biến hóa, gồm đủ các hình tướng, đã hàng phục hết thảy cái thứ ba, thông tỏ mọi nẻo ánh sáng của các pháp cũng như phân biệt các pháp, cùng thấu đạt ngọn nguồn mọi lối tu chứng, quan sát và nhận biết mọi cội rễ tạo thác từ xa xưa của chúng sinh, diễn giải tường tận, thích ứng các đạo phẩm không vô tướng vô nguyện. Các bậc ấy đối với tám sự việc ở đời không còn tham đắm vướng mắc, lại luôn mở rộng lòng từ bi lớn lao hơn nữa để cứu độ chúng sinh. Thân khẩu ý luôn được giữ gìn để dứt mọi nẻo tà kiến. Chỉ luôn dốc tinh tấn, tâm bền chắc như kim cương. Tuy trải qua vô số kiếp phải chịu nhiều khó khăn khổ nhọc, nhưng tâm họ luôn dũng mãnh, không hề biểu lộ sự mệt mỏi mệt, chán nản. Ở nơi đại chúng luôn hiện ra oai nghi của bậc sư tử, thuyết phục chán ngược mọi luận thuyết ngoại đạo, khiến cho đại chúng không hề thoái chuyển đối với chánh pháp. Dùng các nét đặc trưng của đạo giác ngộ để ấn chứng trao truyền, mọi nơi chốn du hóa của chư Phật thể đều đi khắp, xem đấy đều là những chốn tu tập nhằm đạt tới nẻo chánh giác, đem lại vẻ tôn nghiêm thanh tịnh cho đạo tràng với vô lượng nét nguy nga cao tột. Các bậc đó dù đang hành hóa hay tọa thiền đều luôn hội nhập vào cõi trí tuệ vô bờ, tâm luôn an vui, dứt sạch mọi nỗi khiếp nhược. Các pháp được diễn giảng luôn bình đẳng, không phân biệt. Đối với những người đã thành hay chưa thành đạo vô thượng, đều luôn xem như đồng loại. Đối với những lời khen ngợi ca tụng và tên tuổi công lao, luôn có được sự an nhiên, tự tại, dốc tu các pháp thâm diệu theo đúng các điều tốt, cốt yếu, để giảng dạy, làm sáng tỏ đạo pháp. Ở nơi đạo chúng luôn thể hiện hình tướng uy nghiêm tươi sáng rạng rỡ. Mọi nẻo thông đạt của thần thông và trí tuệ thâm diệu thật không thể nêu bày lượng tính, chỉ trong chốc lát như bốn ngón tay có thể đi đến khắp vô lượng quốc độ của chư Phật để cúng dường các bậc chánh giác trong mười phương. Tôn hiệu của các vị ấy là Bồ Tát Hoan Diệu, Bồ Tát Sơn Lôi, Bồ Tát Tuệ Mật, Bồ Tát Phổ Minh, Bồ Tát Tế Bỉ, Bồ Tát Tổng Trì, Bồ Tát Kim Cang, Bồ Tát Thạch Ma Vương, Bồ Tát Lôi Chấn, Bồ Tát Vũ Đế, Bồ Tát Thiện Toán, Bồ Tát Trí Tích, Bồ Tát Pháp Thượng, Bồ Tát Đức Ý, Bồ Tát Trường Huyễn, Bồ Tát Thiện Xứng, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Uy Lực, Bồ Tát Diễm Quang, Bồ Tát Thức Cơ, Bồ Tát Tận Tuệ, Bồ Tát Vô Biên Tế, Bồ Tát Kiên Cố Chí, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Pháp Xí, Bồ Tát Vô Kiến, Bồ Tát Vô Đẳng, Bồ Tát Nhật Thạnh Minh. Vô số các vị Bồ Tát như vậy khắp các thế giới chư Phật trong mười phương, thảy đều phân tập đến thế giới Ta Bà để được nghe Đức Phật Như Lai thuyết giảng về pháp An Lạc Đại Trí Căn Môn, tức là cội rễ của cửa ngõ dẫn tới trí tuệ lớn rộng trang nghiêm. Hướng đến Bồ Tát Tạng, với sự thể hiện vô lượng các phương tiện chẳng thể nghĩ bàn, lại có các bậc Bồ Tát trong hiện kiếp như Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, 16 vị đại thánh trong nhóm Bồ Tát Bạc Đà Hòa, 8 vị đầy thần sĩ Đế Thích Tứ Thiên Vương, cùng với chư thiên nhân các cõi Đao Đà Lợi Thiên, Câu Diễm Thiên, Đâu Thuật Thiên, Bất Kiêu Lạc Thiên, Hóa Tự Tại Thiên, Ma Tự Đạo Sư, Phạm Thiên Vương, Phạm Tịnh Thiên Vương, Thiện Phạm Thiên Vương, Phạm Cụ Túc Thiên Vương, Đại Thần Diệu Thiên, Tịnh Cư Thiên, Ly Cấu Quang Thiên, cho đến tận cõi Nhất Thiết Thiện, Nhất Thiện Trú Thiên.
Các vị thiện thần ở cõi trời Yến Cư, các vị thần núi non, thần cây cối, thần kim sĩ điểu cùng với hết thảy các vị thần tôn quý khác, mà mỗi vị đều tự bày tỏ sự tôn kính hết mực cùng với tám bộ chúng là thiên long, quỷ thần, Atula, Kalula, Chân Đà La, Ma Hưu Lạc, nhân với phi nhân. Mọi vị đều cùng với đám quyến thuộc đi đến nơi chỗ Phật, cung kính đảnh lễ xong rồi đứng hầu bên cạnh. Các vị tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, thanh tín nữ, mỗi người đều biểu lộ sự cung kính đến trước Đức Phật đảnh lễ, rồi lui ra, an toàn một bên. Bây giờ Đức Thế Tôn được hàng trăm hàng ngàn chúng đệ tử đông đảo như vậy với kính xung quanh, để ung dung bước lên tòa sư tử cao rộng, uy nghiêm, thanh tịnh để vì đại chúng thuyết giảng về Pháp Anh Lạc. Đức Phật ở giữa đại chúng, giống như ngọn tu di sừng sững, ánh sáng như vòng vàng rồng, oai thần rạng ngời, không gì trong đời có thể sánh được. Uy nghi đạo đức lồng lộng, vô lượng phóng đá ánh hào quang lớn, và chiếu khắp mọi nơi, là dùng diệu lực thần thông biến hóa, tạo sự cảm ứng cả mười phương. Cùng lúc giữa không trung, bỗng hiện ra trăm ngàn lọng báu anh lạc cùng với đủ loại châu báu, phủ danh khắp hướng, các thứ châu báu vô giá tỏa ra, ánh sáng chói lòa cả hư không. Lơ lửng bàn bạc khắp cả, đều từ những loại châu báu ấy phát ra màu sắc hình tượng không gì sánh bằng. Cùng trên khoảng không đó lại hiện ra những đám mây mỏng, mưa xuống vô vàn hoa hương tung trải đầy khắp mặt đất, lại phát ra những âm thanh lớn vang động cả mười phương thế giới. Lúc này có một vị Bồ Tát tên là Phổ Chiếu, nương theo uy thần của Phật, liền rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật quỳ gối chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, hiện nay mọi chỗ thần biến đã hiện ra và còn đang tiếp diễn, thật là điều chưa từng thấy nghe. Như vậy là ứng hợp với điềm lành gì? Kính bông bậc đại thánh giảng dạy ý nghĩa ấy, khi cho các vị trong chúng hội chứa sạch hết mọi hồ nghi. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Chiếu: Bồ Tát hãy trở về an toàn nơi chỗ cũ của mình, ta sẽ bị Bồ Tát mà nói bày rõ ràng đầy đủ về ý nghĩa của Pháp Anh Lạc, chỉ rõ của rẻ các pháp môn tu tập để vượt qua mọi nẻo vọng tưởng, thông tỏ mọi hướng ánh sáng giác ngộ, tiếp cận với nhất thiết trí. Bây giờ Đức Thế Tôn lại dùng thần tôn để xem chỗ nhập định ý của các vị Bồ Tát. Pháp ấy gọi là đạo thọ Anh Lạc, đem lại sự thanh tịnh cho các bậc đại sĩ, làm trang nghiêm đạo tràng, nhận rõ con đường của chánh pháp, đã dứt hết mọi thứ sợ hãi, hòa nhập vào biển trí tuệ của các bậc giác ngộ mà có được mọi tự tại. Nếu đi vào cửa đạo ấy không làm mất đi các thứ biện tài, Đức Thế Tôn lại dùng thần lực Anh Lạc ở nơi tòa báo ấy diễn giảng thông suốt rõ ràng về đại bất thoái chuyển, giảng bài về mọi pháp giới là không thực có, quan sát về căn tánh lợi độn của chúng sinh. Tâm ấy luôn kiên cố để quyết đoán tất cả các pháp, chức trừ mọi phiền não có nhiễm, tuần theo những điểm chính yếu của giáo pháp, đó là sự tin tưởng hoạt dụng không còn chút tham đắm vướng mắc, ứng đối luôn thông suốt, đi lại luôn ung dung, thuyết giảng về trí tuệ vô ngại, hoàn toàn dứt hết mọi thứ trói buộc chấp trước. Tích chứa bao thứ lớp công đức nhưng không ôm lòng mong cầu, các pháp được thuyết giảng chính là sự xét đoán kỹ lưỡng về sự thật chân lý, biểu hiện của chân như, không vướng vào các pháp hữu phi với mọi nẻo phát triển diễn biến. Xem mọi hình tướng đều là vô tướng, là do sự tương hợp mà hiện hữu, thông tỏ tính chất thâm diệu của 12 duyên khởi, suy cứu đến mọi ngọn nguồn, vượt qua mọi giới hạn. Lúc ấy Bồ Tát Phổ Chiếu lại từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước chỗ Đức Phật cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, con muốn được nêu lên chỗ mình cần hỏi, mong Thế Tôn chấp nhận việc con mới dám bày tỏ. Đức Phật nói: Lành thay, Bồ Tát cứ việc nêu ra những điều mình muốn hỏi, nếu có những chỗ còn nghi ngờ thì cũng nên trình bày đầy đủ, do lai sẽ vì Bồ Tát mà giảng giải tường tận. Bây giờ Bồ Tát Phổ Chiếu thấy Đức Phật chấp thuận nên biết hết sức vui mừng và thưa: Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Pháp Anh Lạc nơi thân tướng của Bồ Tát? Thế nào gọi là Bồ Tát dứt trừ các phỏng kiến? Thế nào gọi là Bồ Tát giải khởi các pháp xuất thế gian? Thế nào gọi là Bồ Tát du hóa đến cái thế giới? Thế nào gọi là Bồ Tát gần gũi với Như Lai? Thế nào gọi là Bồ Tát không theo con đường sinh ra từ thai mẹ? Thế nào gọi là Bồ Tát khi sinh ra đã thâu tóm được thần thức không còn bị tán loạn? Thế nào gọi là Bồ Tát luôn dốc sức tin tưởng, tinh tấn? Làm sao Bồ Tát dứt được nẻo vị kỷ đối với chính mình? Thế nào gọi là Bồ Tát cứu độ mọi thứ hệ lụy khổ não? Thế nào gọi là Bồ Tát thực hiện sự bố thí về của cải và chánh pháp? Thế nào gọi là Bồ Tát nhận rõ về diệu nghĩa không? Thế nào gọi là Bồ Tát dứt bỏ hết mọi lớp ngăn che vây bủa? Thế nào gọi là Bồ Tát làm rạng rỡ giới pháp?
Thế nào gọi là Bồ Tát nghe pháp không hề biết chán nản? Thế nào gọi là Bồ Tát vui thích với các pháp chỉ quán? Thế nào gọi là Bồ Tát dốc tu tập giới luật thanh tịnh? Thế nào gọi là Bồ Tát phát nguyện lìa bỏ các pháp thế gian? Thế nào gọi là Bồ Tát lìa bỏ gia nghiệp? Thế nào gọi là Bồ Tát không còn tham đắm vướng mắc? Thế nào gọi là Bồ Tát luôn gồm đủ mọi oai nghi thích hợp? Thế nào gọi là Bồ Tát luôn thận trọng về ngôn ngữ, tâm không hề sai trái? Đó là những điều con xin hỏi và mong được lãnh hội diệu nghĩa của yếu chỉ của chúng. Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Chiếu, lành thay, Bồ Tát đã có thể hỏi Như Lai và nhận ý nghĩa như thế. Bồ Tát nên dốc tâm lắng nghe, khéo suy nghĩ và ghi nhớ, gạt bỏ khỏi tâm mình những cái vướng bận khó lìa bỏ với mọi tạo tác của hàng phàm phu. Bồ Tát Phổ Chiếu thưa, kính bạch Thế Tôn, con xin dốc lòng lãnh hội các pháp của Bậc Đại Thánh. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Chiếu, tu tập theo con đường Bồ Tát phải nên nhớ nghĩ về 10 đức để đem lại sự trang nghiêm nơi thân tâm mình. Thân khẩu ý đối với các pháp không nên nói nhiều về chỗ yếu kém của người. Với các bạn đồng học không được giải tâm khinh mạng, tâm luôn bình đẳng, không tăng giảm như hư không, để bỏ mọi nẻo ác cùng các tâm niệm hại người. Xem mọi chúng sinh không khác với bản thân mình, nhờ thân mà được đạt được ý chí nguyện, với mọi hiểu biết vô tận, là đem bốn chân lý đúng đắn về cuộc đời để giảng dạy trao truyền cho mọi chúng sinh. Luôn tâm luôn giữ được sự tịch tịnh an nhiên, nhờ đấy mà đạt được những thành tựu từ sự thức tỉnh giác ngộ. Là dùng các thứ trí tuệ làm trang nghiêm tươi đẹp cho các pháp môn thâm diệu, nhằm chẳng dắt hàng nhị thừa để đến chỗ diệu lý của đại thừa, để giúp sức học hỏi nhận thức thông đạt về các pháp tu tập theo nẻo công đức hạnh nguyện của Như Lai giáo hóa dẫn dạy, để lần lượt đạt đến kết quả không đi theo nẻo bạo lực phóng dật, tự tu tịnh đối với những lỗi lầm của chính mình, không nên chú ý quá vào chỗ thua kém của kẻ khác, vượt qua mọi thứ khó khăn để luôn chui thích giới đạo pháp, thực hiện các pháp tịch tỉnh để dứt bỏ vọng loạn, xua trừ các mối nghi hoặc, dùng những tâm niệm mong cầu ỷ lại đối với những kẻ còn do dự, thì nên giúp họ có được hoàn cảnh để tỉnh ngộ, luôn giữ vững đạo tâm là nơi chốn đạo nên gốc của mọi đức hạnh, lại gắng giáo hóa mọi người khiến họ không hủy hoại giới cấm, thường đem lòng thương xót rộng lớn vì con người mà thuyết giảng kinh pháp, giáo hóa đến mọi thế giới không lúc nào xa lìa chư Phật, luôn nêu bày chỉ rõ sự giữ gìn giới luật để đạt đến nhất thiết trí, lại đem các pháp an lạc tỏa sáng làm tăng thêm sự trang nghiêm của chư Phật, làm thanh tịnh chốn đạo tràng tôn quý, ánh sáng của các pháp an lạc ấy không đâu là không tỏa chiếu khắp cả đến cõi tam thiên đại thiên thế giới, ngăn chặn ánh sáng của mặt trời mặt trăng khiến chúng như không còn phát ra ánh sáng nữa. Chính sự toàn diệu của các pháp ấy đã khiến cho các bậc phạm thiên đến thích tứ thiên vương với mọi y quan vốn có của mình như đều bị chìm mất đi, không còn xuất hiện. Ánh hào quang của Như Lai là ánh sáng của bậc giác chánh giác, thật khó tính lượng được. Riêng tỏa sáng, riêng hiển lộ, không gì có thể sánh kịp, đó gọi là sự tu tập theo con đường Bồ Tát Đạo. Tạo được sự tỏa chiếu khắp mọi nơi chốn, với 10 đức an lạc đã tự tô điểm, luôn nhớ nghĩ về chư Phật, cúng dường chư Như Lai, tán dương giáo pháp của bậc giác ngộ, khuyến khích hướng dẫn chúng sinh, đưa họ đến với cửa đạo, là kêu gọi thúc đẩy chúng sinh phát tâm nguyện lớn lao, giáo đạo chốn hướng tới là được nghe danh hiệu của chư Phật, sẽ dốc nuôi dưỡng những mầm chồi tốt đẹp, nguyện được sinh về quốc độ ấy, chỉ nguyện lớn lao rộng khắp, dứt sạch mọi khiếp nhược, hòa nhập vào cõi trí tuệ thâm diệu của bậc giác ngộ, không hề hổ thẹn vì phải tham phấn những điều tầm thường, luôn an vui với các pháp vi diệu, đó là chính là sự nhu hòa, không tự tôn tự đại, vui tích với cuộc sống ẩn cư, dứt bỏ mọi tham lam ganh ghét. Để có kẻ tu tập hành hóa thì nên thay họ mà bày tỏ nỗi vui mừng, dùng diệu lực của các công đức để làm trang nghiêm cây bồ đề, đem diệu lực của phước báo, của tâm tịnh cùng diệu lực của sự nuôi nấng, diệu lực của sự giải thoát tại các trú xứ của những bậc giác ngộ, luôn dùng các pháp ấy để nuôi dưỡng muôn loài, luôn đem lòng từ bi hỷ hộ gắn bó với chúng sinh, giúp đỡ cho những kẻ còn bị trói buộc vướng mắc, tháo gỡ nhổ sạch mọi gốc rễ hệ lụy đó, quán tưởng thấu đạt về ba đời là không khứ lai cũng như hiện tại, mọi nẻo báo ứng của thiện ác đều không có nơi chốn phát sinh, các pháp tương tục tự sinh tự diệt,
không thấy có pháp nào sanh hay pháp nào diệt. Tâm biết mọi tưởng niệm về ngã nhân thọ mạng, cũng không có đi tới lui và cùng nơi chốn hướng đến, là đem các pháp không ấy để trang nghiêm các căn. Tăng ngày trước thành tựu quả vị Phật Đà đều từ pháp không hạnh, không thanh tịnh, dứt mọi tưởng niệm để đạt đến chánh giác. Tu tập vốn trồng gốc của điều lành, không tạo tác mọi sự trói buộc, giải khởi các pháp thiện, dứt bỏ các hành phóng dật, xua trừ mọi việc thế gian, không hành xử theo các pháp thế tục. Mọi pháp được diễn nói là nhằm truyền bá rộng khắp mười phương, gần gũi hầu hạ lễ bái cho Phật Thế Tôn. Mọi sự bố thí luôn được thanh tịnh, lìa tham chức dục, tâm ý luôn trong lành, tươi tỉnh, không chút cấu ế. Trí tuệ rộng mở đến tận cùng với mắt luôn tiếp nhận, lãnh hội thông đạt. Ba ngại sáu trần tại đều thể được diệt sạch, đó gọi là các pháp an lạc của Bồ Tát. Bồ Tát lại nên phát tâm với thệ nguyện lớn lao, dùng các pháp an lạc làm trang nghiêm, trí tuệ ba la mật, tuân theo căn tánh của chúng sinh mà trao truyền các pháp. Như rồi trí tuệ lãnh hội được mà có thể kiến lập, hành hóa luôn ứng hợp theo đấy, không hề thoái chuyển, ý nguyện luôn vững chắc, gắn bó với bạn lành, mọi sự hành hóa cùng ngôn từ giảng dạy, chung cuộc không hề hư dối, mọi ý niệm luôn cung kính, không trái với các hành động tạo tác đã có, tâm dốc theo đường trí tuệ sâu rộng, nhận lấy, giữ gìn, không hề để mất mát, luôn một lòng tâm niệm không còn thác loạn, và rõ bệnh nặng nhẹ, thì sau đấy mới theo đó mà cho thuốc thích hợp. Ý vui với nhẫn nhục, đi đứng luôn đúng pháp, mọi sự bố thí tài vật cũng không được nghiêng ngã theo lối riêng tư, tâm ý luôn giữ trong lành, tĩnh lặng, xua sạch hết mọi phiền muộn rối tâm. Gốc rễ của mọi sự học tập là tâm được an tịnh, không còn giông rủi trôi nổi. Người muốn được nghe pháp thể hiện sự tìm cầu thì phải luôn nêu bày dễ dẫn, khiến họ nhận thức được những điểm cốt yếu của đạo pháp. Và nhờ thấy kẻ bị nguy khốn, tôi họ không thể vượt qua được, thế nên mau chóng thi ân giúp đỡ, kể cả việc ban cho những thứ cho báu quý giá, lại dùng gốc của các pháp lành để tạo nên những hành động khác thường cao xa, khuyên người giữ giới. Chính từ trí tuệ lãnh hội được mà thành tựu đạo Bồ Tát. Giả sử kẻ tu học ở nơi hàng phạm chí thì lại cũng nên kiến lập như thế, rõ về chỗ phát sinh việc tu học là không rời nhẫn nhục, để bỏ mọi ràng buộc của gia đình để tinh tấn tu tập, quan sát thấu đạt về lẽ vô thường là gốc của mọi nhân duyên, đối với mọi yêu ghét không hề giấy hai tưởng, đó chính là bình đẳng, khiến cho các loài chúng sinh đạt được pháp nhẫn vô sở tùng sinh, phải luôn dựa vào lòng thương rộng lớn vô bờ, từ đấy lần lượt giáo hóa, khuyên dẫn đến việc thực hiện các pháp với những thề nguyện rộng lớn, thể hiện qua hết thảy các đạo hành hóa, khiến mọi người đều nghe biết. Tánh vốn tĩnh lặng trong lành với nhận thức không hề phân biệt ta tôi, nhất tâm thiền định nhằm làm phát khởi trí tuệ, khiến cho ánh sáng đạo pháp không bị đoạn tuyệt, mà nơi chốn hiện bày ấy đều không xa lìa bốn ân, luôn cứu giúp bao kẻ bị nguy ách, khiến họ có được an lành, thường giữ gìn nơi thân miệng, tránh mọi lỗi lầm, đạt khỏi phạm vào ba việc, kể lập các pháp vô thượng chánh giác, ý rõ nẻo dừng dứt để tiếp cận với pháp tánh chân như, nhằm dốc tu tập, không để thất tán, đây gọi là chỗ kiến lập các pháp an lạc của Bồ Tát, chiếu tỏa khắp chốn. Lại nữa này Bồ Tát phổ chiếu, Bồ Tát lại phải nên tư duy, cân nhắc để tu tập một cách thích hợp, các pháp ba la mật, thực hành bố thí, tu trì giới luật, dung mạo luôn hòa nhã, nhẫn nhục, luôn tinh tấn, giữ vững nẻo tịch tỉnh, không làm mất chốn dừng lặng của tâm ý. Lại đương theo ánh sáng của bậc giác ngộ để dốc tâm thực hiện các pháp thiền định, lãnh hội một cách sâu xa bốn thanh đế, chính là chất cam lộ của đạo pháp được tu tập nhằm đạt tới sự giải thoát, không còn trở lại con đường hư dối. Đó gọi là nơi làm trang nghiêm tươi đẹp cho trí tuệ, phải nên dốc sức để thanh lọc tâm ý. Đối với mọi sở hữu có thể bố thí mà không chút luyến tiếc, khai mở giáo hóa, tạo nên những công đức lớn lao, chỉ rõ cánh cửa không giải thoát. Nhưng đối với kẻ hiện đang tạo tác thì phải rủ lòng dẫn dạy, rộng tiếp mọi chúng sinh để tự thuần hóa độ họ, thể hiện đức độ nhân ái, nhu hòa, thù thắng, thông tỏ các hoàn cảnh thích nghi, còn với cần ấy thứ loài. Tên nêu bày rõ về tâm từ bi đó, không còn phương mắc chuyện vui khổ, thể hiện lòng từ bi thương xót đối với hết thảy, không hề lẩn tránh những trường hợp khó khăn, nguy kịch, luôn thức tỉnh chúng sinh,
giáo hóa thuận hợp và chánh pháp, tâm bố thí cứu giúp hiện bày khắp cõi đời, luôn hộ trì để đạt được thành tựu. Ánh sáng của các pháp an lạc không đâu là không, tỏa sáng rạng rỡ, lòng thương xót rộng lớn tu khắp tất cả các loài tế độ, khiến họ đạt đến bờ giác ngộ. Chính điều ấy đã khiến cho có người chọn lấy cuộc sống ẩn dật xa lánh, tiêu trừ mọi nẻo mờ tối, khiến cho bóng tối hoàn toàn bị đẩy lùi, dùng diệu lực của tinh tấn vô ý để thương xót, nuôi dạy hết thảy những ai lầm lỗi, đoạn trừ già bệnh, cùng dứt các hành vi buông lung, nơi bậc đạo sư đi đến nên theo đấy mà giáo hóa mọi người. Chốn dung nạp rộng lớn như biển cả, nên luôn nghe ngóng để giúp đỡ kẻ khác, khai mở giáo hóa chúng sinh còn bị cuốn theo phiền não, khiến họ dứt mọi vọng tưởng, cho chúng sinh hoạt như hoa nhưng không tham đắm, thông tỏ tất cả các pháp vốn thanh tịnh tĩnh lặng. Đối với các giáo pháp được đem ra diễn giảng, luôn nêu rõ tính chất nhân duyên, chỗ tạo dựng gốc của mọi công đức, nên cố gắng học hỏi để đạt đến. Do lòng thương tưởng đến bao nỗi khổ ở đời nên giúp chỉ dạy muôn loài như hư không, chẳng thật cũng không phải thật có, thông tỏ các pháp thế gian như bọt nước, như trò huyễn thuật. Chúng sinh vì không tỉnh ngộ nên tham luyến không rời, tuy ở nơi gia đình nhưng có thể lìa bỏ mọi nạn trong cuộc sống. Đạo nhãn thanh tịnh cũng như hoa sen, thần thức lòng lộng thật chẳng thể lường tính. Chính điều đó khiến cho các loài chúng sinh trong thế giới đều cùng ca ngợi mà chẳng rõ ngọn nguồn. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Chiếu, phàm an tọa nơi đạo Pháp và thông tỏ tính chất không khứ lai của các Pháp. Nếu còn thấy có khứ lai thì còn vướng mắc trong vòng tưởng chấp, phân biệt nhận rõ tội phước, cũng không dấy khởi tưởng gì. Tất cả tại đều tự nhiên là không, không thực có. Mọi hình tướng hiện có đều không chủ thể, cũng không có gốc ngọn, đuôi đầu, và cũng không do nguyện cầu mà có thể thu đạt được. Và nên tự mình tiếp cận lãnh hội các pháp theo chiều hướng ấy. Đó gọi là Bồ Tát hướng đến con đường giải thoát của các bậc giác ngộ. Là phải nên nhận rõ các pháp ba đời, nhận biết rõ là không hai nẻo, không ta, không người, cùng với các cảnh giới đều là hư vọng, không chúng có. Nếu nhận thấy có sự đi lại, thì đó chính là các pháp của duyên khởi báo ứng, không khởi, không diệt, nên thuận hợp với đạo Pháp để giáo hóa. Tính toán nhận biết về thanh là có âm, nhưng âm không hình tượng. Phân biệt về văn tự thì thấy đều là không thực, tất cả mọi ánh sáng thấu đạt ấy, không gì là không thông suốt. Các pháp an lạc của Bồ Tát đều là chân thật, không hư dối, cũng không bị ngăn ngại, dứt trừ mọi che phủ, thì thấy là không còn chỗ ác. Như tạo lập mọi nơi chỗ hiện bày là đều xuất phát từ chỗ ham muốn, ví chẳng có tạo lập thì điều ấy thích ứng với việc tu tập bố thí. Tâm luôn thận trọng để lìa bỏ những thứ khó lìa bỏ, dễ vẫn lấy tâm ấy thì ứng hợp với giới luật, thấu đạt các pháp là như thiên, không trụ cũng không cội rễ, chốn cõi, và siêng năng tu tập tư duy để kiến lập cảnh giới, tinh tấn thiền định nhằm thu giữ ba nẻo thân cầu ý, ánh sáng trí tuệ tự chiếu tỏa, xua tan mọi thứ cấu uế, đấy là trí diệu. Này Bồ Tát Phổ Chiếu, là nhận biết thần thông và chốn đạt đến đã có sự báo ứng ấy, dùng thiên nhãn đó thì liền có được những lãnh hội thấu triệt, tại đều do dốc tu hạnh bố thí giữ giới, luôn thuận theo chánh kiến, không hề hủy hoại hay sai phạm, tu tập các pháp an lạc nhằm đạt đến sự tối đạt của thiên nhĩ, hành hóa luôn nhớ nghĩ để khuyến khích, hỗ trợ tạo nhân phát tâm bồ đề, hoặc là thành tựu được những thần thông và nhận thức suy niệm nhớ nghĩ về đời quá khứ thì đều là tự nhiên, dốc lòng vì mọi loài chúng sinh mà vun chứa đức. Mỗi người luôn tự chán ngự, tự trách về những điều chưa đạt được trong quá trình tu chứng, đạt được thần thông đem lại sự biến hóa vô tận, để bỏ nẻo vướng chấp của thức, nhờ các pháp thiền định tư duy luôn tạo sự bình đẳng theo đường bất nhị. Điều ấy sẽ giúp cho việc lãnh hội nhân duyên kết quả của mọi báo ứng, dùng ánh sáng trí tuệ của thần thông để tiêu diệt bao thứ cấu nhiễm, nhân từ pháp tam muội đó để tiếp cận thông suốt các pháp của bậc giác ngộ mà hội nhập vào nẻo bất nhị, dứt sạch hết các pháp hữu lậu, không đánh mất đạo tâm, cùng khiến người tu tập đức hạnh, tăng thêm sự hâm mộ đối với các tập tục thế gian. Đức của sự bố thí là tuy có sự thi ân,
mà không hề mong cầu báo đáp, khiến cho vô số người phải thích với công việc của đạo pháp, có thể thông tỏ mọi sự việc, không gì là không thông suốt. Từ đấy có thể khiến phụng hành các pháp của Bồ Tát thấy đều từ tinh tấn, dứt bỏ biến trễ mà có được, thể hiện lòng từ bi, cứu giúp hết thảy muôn người, khiến họ thành tựu trên con đường tu học, và nhằm đem lại lợi ích cho chúng sinh, nên không hề tiếc cả thân mạng, không thanh đắm về bản thân cùng các thứ của cải châu báu, nơi chốn sinh ra, nhân đấy mà tôn phụng đạo nghĩa. Đối với chỗ mong cầu của những người đi trước, cũng không nên ngờ vực, không nên do dự trong việc dùng tánh thí để tạo được văn tuệ. Các chốn hành hóa trao truyền giảng dạy tẩy cùng nhằm đem lại tin tưởng ích dụng. Như Lai là bậc chánh giác vô thượng, nó không gì có thể ngăn ngại, mà nếu hành hóa luôn tịch tỉnh, dứt hết phóng dật, nhẫn nhục bền vững, an vui với cuộc sống nhàn tĩnh, là dốc lòng hóa độ chúng sinh, luôn tự trách về những điểm mình chưa đạt được, thực hiện các pháp thiền định chánh thọ là cánh cửa giải thoát, xua sạch vọng động, luôn sử dụng thần thông để đem lại sự vô tích cho chính mình, là dùng ánh sáng vô tận của công đức tạo được sự thích nghi với mọi hoàn cảnh, luôn nhận rõ tất cả chương đoạn, câu văn, nghĩa lý, tiêu trừ hết sạch các mối lo lắng không còn nơi chốn chứa giấu, luôn dốc tâm để khai mở con đường trí tuệ của bậc giác ngộ, chỉ rõ cho vô số người thấy được các quả báo, các quả của sự báo ứng, luôn đầy đủ các đức, thể hiện sức dũng mãnh, không vì chuyện xâm hại kẻ khác, hiểu rõ ba đời thể đều không chốn có, mọi sự việc của quá khứ, vị lai, hiện tại đều không hề tăng thêm hay giảm bớt, sau đó mới thích ứng cho việc tu tập trí tuệ ba la mật. Có thể sử dụng bố thí để tự phát tâm bồ đề, mong muốn đem lại cho chúng sinh hết thảy mọi sự an lạc, tự phá tan các thứ phiền não trói buộc, thân tâm thanh thản, dứt mọi lo lắng. Nếu bị người dùng gậy gộc đánh đập thì tẩy nên nhẫn nhục như mình, gốc của mọi công đức luôn đầy đủ để tăng thêm sự dốc tâm tu tập các giáo pháp của Phật, cùng khuyến trợ mọi chúng sinh cùng đi theo con đường ấy, xuất gia học đạo, tự xem xét những sự việc xấu ác lộ rõ nơi tính chất bất tịnh, bất định của muôn vật, thu giữ mọi nẻo ác để đạt được cứu cánh của sự tu tập, nẻo hành hóa các nghiệp lành, khiến tâm luôn được an vui, có được trí tuệ thâm diệu mà không mang lòng giận dữ, rất tin tưởng giữ gìn giới luật để tự đạt được các đức lành. Lại đem thân hòa nhã, luôn biết hổ thẹn để khỏi bị lầm lạc, luôn gắn bó với các chí nguyện cao xa thần diệu, không gần gũi với sự thô bạo dung tục, nhớ nghĩ về địa ngục với bao nỗi thống khổ trong cảnh nước sôi lửa dữ, ca ngợi mọi phước đức của chư thiên, nhận được với bao cảnh an lạc vô bờ, dứt mọi âu lo để có được sự an nhiên tĩnh lặng, không còn trở lại nẻo tham dục. Như có chỗ thi ân giúp đỡ thì nên tự dứt bỏ ba thứ tưởng lầm xấu, tâm không chỉ dựa cậy ở bên ngoài, bên trong, mà cũng không nhận lấy trần cảnh bên ngoài, tu tập đạo pháp để dứt hết mọi mọi thứ mong cầu phênh bám. Trí tuệ nhận rõ để tâm tự giác ngộ về diệu lý không vô tướng vô nguyện, từ đó kiến lập cánh cửa giải thoát, dứt trừ mọi thứ điên đạo để không còn chỗ nào bị chúng xâm chiếm lôi cuốn, đó gọi là các pháp an lạc của Bồ Tát, của tâm Bồ Tát phổ chiếu không còn chút tham đắm. Ý ấy được bình đẳng thấu đạt về không gì mà không trùng khắp, xua sạch mọi vọng tưởng, thực hiện đầy đủ sự bố thí, tâm ý luôn được điều phục để có tự tại an lạc. Nếu vì người mà thuyết giảng giáo pháp thì luôn gắn với diệu lý không, lòng từ bi thương xót tất cả, nẻo hành hóa không hề bị mất mát hao tổn, quan sát mọi chúng sinh về chỗ nhận thức về thọ nhận giáo pháp, biết rõ về căn tánh cùng chí hướng của họ, để việc hóa độ dẫn dắt được toàn hợp ở những nơi chốn du hóa, luôn vì mọi người mà làm kẻ dẫn đường tu tập theo đúng nẻo ánh sáng của bậc giác ngộ, để làm cho diệu nghĩa của đạo lý được hiển bày, chứ lòng từ bi vô bờ là nhằm khai thị hóa độ bao người, cũng luôn sử dụng diệu lực của các phương tiện quyền xảo đi vào trong các hàng ngoại đạo với những học thuyết khác nhau, thuận theo phép tắc của họ, kể cả việc tế tự nơi các đền đài, xem rõ chí hướng để nhân đó độ tác họ, khiến cho các hàng phạm chí dấy khởi phước đức vô lượng
hoặc ở trong chốn đầy rẫy kẻ xấu ác, trộm cướp thì phải khéo léo dẫn dắt một cách ổn thỏa, thể hiện rõ hạnh tu tập của mình, duyên theo đó để hóa độ vô số chúng sinh. Ở từ thời xa xưa, công đức đã luôn đầy đủ, khiến mọi người trông thấy ta đều vui mừng, không ai là không cung kính, luôn tạo nên những trận mưa đạo pháp đầy vị cam lồ để diệt trừ mọi thứ phiền não, sân hận, từng trói buộc chúng sinh. Và đối với các bậc tiền nhân đã đem ngần ấy phiền não đến để xâm phạm, hủy báng, thì cũng không nên quá lo lắng, chán nản, mà nên vì họ tuyên giảng, chỉ dẫn các pháp an nhiên tĩnh lặng, biết rõ chỗ giác khởi ấy là chẳng phải chân thật. Này Bồ Tát Phổ Chiếu, như thế là chỗ tu tập của Bồ Tát đem lại sự trang nghiêm cho tâm ý. Nhờ đấy mà trong mọi nơi chốn du hóa của mình luôn có được an lạc tự tại, không thấy không chấp vào chỗ an lạc. An lạc trong diệu lý vô sở lạc, lấy pháp tánh chân thật ấy mà đạt được sự an lạc trọn vẹn, và biết rõ về căn bản các nẻo hướng đến của chúng sinh để từ đấy cứu độ họ, khiến vượt thoát được, không còn bị các thứ phiền não cấu nhiễm, mà tai họa nguy hại đã đều được xua tan hết. Luôn giữ gìn chế ngự tâm để có được bình đẳng như hư không, phân biệt bốn đại với mọi nẻo hưng khởi, hoại diệt nhằm giáo hóa chúng sinh, mà giảng giải các điều ấy, chỗ thuyết giảng luôn chân thật, chính đáng, không có sự yêu ghét riêng tư, hàng phục và từ bỏ hết thảy mọi tâm tà kiến. Vẫn tâm tu tập các pháp an lạc, tức là dương cao ngọn cờ kiên cố với từng ấy các phẩm đạo pháp mà cùng tham dự trận chiến đấu, cũng như vị tướng của một đạo quân đông đảo, dũng mãnh để hàng phục được quân địch bên ngoài, khiến chúng quy thuận pháp Phật, pháp luật, như đi vào các tập tục ở đời để nói bài giáo pháp, thì luôn sẵn sàng giảng giải về việc giữ giới để có được phước báo sẽ lên các cõi trời. Mọi nẻo tạo tác về đất đều có báo ứng, dù điều ấy để tế độ đưa họ đến giải thoát. Phàm là Bồ Tát luôn tự mình thuận với các pháp an lạc, tâm từ lúc đầu chưa từng theo bản xấu ác mà tỏ lời, về sau mới bảo toàn hạnh của bậc đại sĩ, tâm ấy luôn giữ lấy thanh tịnh trong lành, đoạn dứt mọi phân chia ta tôi, tâm luôn được giữ vững an định như núi. Từ đấy mọi nẻo hành hóa không hề tiểu sót hay thất tán, trí tuệ trùm khắp lên tất cả, cũng như ánh trăng lúc mới tỏa chiếu. Nếu ở nơi đại chúng thì không một ai có thể sánh kịp, đó gọi là Bồ Tát tu tập các pháp an lạc, tỏa chiếu đầy khắp hết thảy mọi lãnh vực. Tỏ ngộ lẽ hư tịch không không chúng có, ngay nơi sinh ra luôn được thấy ánh sáng đạo pháp, mọi hướng nghe ngóng học hỏi đều được lãnh hội thấu đáo, những thứ việc thành tựu Phật đạo luôn nhớ nghĩ để giảng dạy, nói bày về những điểm cốt yếu của cội rễ các pháp môn, tự kiến lập các nẻo hành hóa, không có nơi chốn nào bị xâm hại, nhận ra bản tánh của các pháp là sinh diệt một cách như nhiên, vượt qua tám pháp ở đời không hề bị trở ngại, thân khẩu tâm ý chưa từng khinh xuất, là dùng trí tuệ phương tiện để cứu độ chúng sinh, nhất là hạng cùng khổ nguy khốn, khiến họ được no đủ, tâm luôn được giữ vững an định như đất, không phạm phải bất cứ lỗi lầm, mỗi ngày luôn tiến tới với đạo pháp, không buông lung phóng túng, đạt được pháp không thoái chuyển, thể hiện sự kiên cố của tâm, không cần giấy khởi pháp nhẫn mà như luôn có nơi hiện tiền để đủ 10 lực vô ý, chánh chỉ quán giác đạo, xua trừ mọi phân biệt về tôi ta cùng ngã nhân tọa mạng, tư duy để nhận rõ các pháp hữu vô, tạo được sự biến hóa, cảm ứng đến vô lượng quả Phật, tất cả đều từ thần thông mà có được tự tại. Bồ Tát ở những nơi chốn tuyên giảng luôn nêu bày ngôn từ trang nghiêm, vượt trội hơn mọi thứ kiến thức, nhưng không mong cầu được đáp lại, tâm luôn hướng về đạo chân chánh, dứt mọi điên đảo, có được biện tài thông suốt, nó không hề bị vấp váp ngừng trệ, mọi nẻo lui tới đều đầy đủ khắp lượt mà không dấy tưởng tham đắm, dứt trừ tất cả mọi thứ kết xử với lắm lớp buộc ràng, cùng với bao loại kiêu mạn tự tại cũng đều bị diệt sạch hết, không chút xót xảy. Âm thanh cùng tiếng vang ấy như tiếng sư tử rống lên, lại cũng như tiếng sấm sét vang rền, không ai là không nghe tiếng, từ đó tạo lập một cách vững chắc để đạt tới cứu cánh cho đến khi diệt độ, phát ra cả đám mây anh lạc vô bờ. Diễn nói các pháp như tiếng sấm rền thúc dục, tỏa sáng như ánh điện chớp, mơ xuống các vị pháp giải thoát để tuyên giảng 7 thứ giác ấy, luôn nhớ nghĩ đến chánh pháp,
thanh tịnh, không lìa tam bảo. Tâm như vầng trăng sáng, không chút nhiễm ô, mọi nẻo qua lại đều thông tỏ, luôn gắn bó với chánh nghiệp, đầy đủ các hình tướng thủ tánh của các pháp. Đó gọi là Bồ Tát tu tập các pháp an lạc tọa chiếu, mọi nơi chốn vô cùng tận, luôn thông đạt nhanh nhạy các bậc độ thiện thượng trung hạ và trung gia, đem lại ánh sáng rạng rỡ nhưng vẫn không đánh mất giới luật, hằng xa các bậc thánh giác ngộ trong đời quá khứ tương lai, không bậc nào là không ca ngợi đức hạnh của các vị Bồ Tát ấy. Này Bồ Tát Phổ Chiếu, đây chính là kho chứa các đạo phẩm diệu pháp của những bậc hiền thánh, là các pháp môn châu báu nếu bày chẳng thể nào hết được. Phẩm 2 nói về pháp thức định. Bấy giờ Bồ Tát Bảo Vương tôi nói toàn ngồi liền đứng dậy đi đến phía trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay cung kính thưa: Kính bạch Thế Tôn, về chỗ tu tập của Bồ Tát làm trang nghiêm ý thức, Đức Thế Tôn đã khai mở làm thức tỉnh nhiều lãnh vực, không ai là không đội ơn sự tế độ ấy, như hàng xa Đức Như Lai trong mười phương, cùng với các vị trong quá khứ, tương lai, hiện tại đã diệt độ. Làm thế nào để tu học các giới phẩm an lạc nhằm đạt đến bờ giác ngộ, khiến cho mọi loài chúng sinh tại đều được nghe biết về công đức cùng tiếng thơm ấy? Đức Phật bảo Bồ Tát Bảo Vương: Bồ Tát hãy chúc tâm lắng nghe, cùng khéo ghi nhớ. Tại này sẽ vì Bồ Tát mà diễn giảng rộng về ý nghĩa ấy, tức việc Bồ Tát tu tập thực hiện các giới phẩm an lạc dùng hương thơm của công đức ấy để tự trang nghiêm thân mình. Bồ Tát Bảo Vương thưa: Kính bạch Thế Tôn, con vô thích mong được nghe. Đức Thế Tôn nói: Bồ Tát tuân phụng đạo pháp thì phải nên tu tập giới định cùng tuệ giải thoát, là khiến trở các loài chúng sinh dốc lòng tin tưởng ở giới, mong muốn cho tánh tiêu biểu ấy nơi mỗi người đều được sung mãn với mọi sở nguyện, thoát khỏi các nẻo thuận hợp để khỏi mất đi gốc của tài nguyện lớn, là luôn diệt trừ tất cả các nẻo mưu si lầm lạc của tâm, nơi đạo tràng luôn được trang nghiêm thanh tịnh đầy đủ các thứ loại thích hợp, không dùng sự thô bạo xấu ác khiến tâm phải trải qua liên lụy, chỉ nguyện luôn kính mộ đối với các bậc nhất sinh bổ xứ, luôn thâu tóm nắm giữ kho báu chánh pháp thâm diệu sâu xa, tâm ý thường vô thích thực hiện trăm ngàn các pháp tâm muội, đã được những biến hóa cảm ứng không thể dùng ví dụ để diễn tả hết, nhận rõ hết thảy vạn vật đều là vô thường, đó là điều quý giá khó đạt được, chẳng có thể nương cậy thực hiện các phương tiện quyền xảo theo diệu lý vô sở trụ. Chúng sinh cho tâm bị mê lầm, nó không lãnh hội được chánh đạo, tâm vướng chấp tôi ta không tỏ lẽ vô thường. Bồ Tát phát tâm với thời nguyện lớn lao, vì họ mà giảng giải rõ ràng, thông đạt hết thảy các pháp là không hư dối chẳng chân thật, tuy tôn sùng đạo lớn nhưng không rời bỏ hai thừa, chúng du hóa ở các cõi, khiến cho ai nấy đã đều vui mừng đội ơn, luôn dốc tăng sự tinh tấn thực hành gấp bội công việc tu tập đạo pháp. Đối với kinh điển giáo pháp phải dứt sạch mọi nẻo vọng tưởng, các pháp cốt yếu của Bồ Tát là không xa lìa mười địa, lần lượt đạt đến quả vị cao tột, không vượt qua thứ tự, lại tăng thêm trí tuệ để tiêu trừ các thứ phiền não cấu nhiễm. Những người còn chậm chạp trong chút quá trình tu chứng phải tự mình nỗ lực để đi tới cửa đạo, luôn nhớ nghĩ để tự thống trách khắc phục, ý tự suy niệm rằng ai là người hiện bày thực hiện, người nào là kẻ nhận lấy, như xem xét các thứ của cải quý giá đều không có chủ, ví như có kẻ hủy bán thì phải nên tự chế ngự tâm ý, phải sau nhận được quả báo có thân tướng đoan chánh tu chịu, mọi nơi chốn đến du hóa, mọi người trông thấy ta đều vui mừng, như trông thấy những kẻ bần cùng khốn khó áo quần chẳng đủ mặc, giống như việc tự mình đi vào biển lớn tìm được ngọc báu như ý, dùng ngôn ngữ để nói bày chánh pháp khiến họ biết suy xét phản tỉnh, đem các pháp cam lồ để tiêu trừ mọi thứ hoạn nạn, luôn nhớ nghĩ trở nên giống đuổi buông lung. Này Bồ Tát Bảo Vương, do vậy mà đạo quả tu tập các pháp an lạc của Bồ Tát là tâm ý luôn được tự tại, lại dùng sức mạnh lớn lao, dùng mạnh của sở giáo hóa và kiến lập chẳng dạy, không ai là không thuận theo, hoặc đi đứng, hoặc an tọa, không lúc nào xa lìa mười niệm, tâm luôn gắn bó với ba bậc tôn quý, chưa từng bị quên chủ trong chốc lát, thấu rõ mọi nỗi thống khổ nơi cõi địa ngục, dốc tâm tịch tịnh để xua trừ mọi thứ phiền não cấu nhiễm, cái nẻo xấu ác không hề phạm phải, con đường hướng thiện ấy không thể xoay chuyển,
tuần hợp nơi chánh lý để giúp tu tập các giới pháp. Ánh sáng của đức độ tỏa chiếu khắp nơi chốn, khiến ai cũng được thấm nhuần lợi ích. Tính từ tính toán về mọi sở hữu, dứt hết sự tham lam, kêu lận, cúng dường Phật và chúng tăng không giấy khỏi tưởng chấp. Hoặc dùng trí tuệ phương tiện cùng với quốc vương giao tiếp liền có thể khiến nhà vua từ bỏ ngôi vị cao xa, hoặc có người đến đâu yêu sách nếu muốn có được đầu mắt tai mũi miệng, nói chung là các chi thể trên người, thì liền có thể hiến cho không hề trái ý người cầu sinh. Bây giờ tất cả các vị đệ tử của các vị Bồ Tát ở nơi tòa ngồi được nghe Đức Phật nói về đức độ của công đức tu tập các pháp an lạc ấy, thấy đều hết sức vui mừng, hầu như không thể tự kiềm chế được, thấy hết thảy đều nghĩ ngợi một cách sâu xa và đều cháy khỏi tâm thiện. Mỗi vị đều tự bày tỏ sự cung kính, thảy đều cúng dường Đức Thế Tôn, giới việc tuôn rải các thứ hoa quý giá và ngần ấy châu báu, cùng một lúc đồng thanh ca ngợi công đức ấy. Chúng con thật có phước duyên từ trước nên mới gặp được điều tiện lợi như thế, mới được nghe lời dạy dỗ về pháp an lạc thù thắng thù diệu như vậy. Đức Phật nói tiếp, nếu có chúng sinh được nghe giáo pháp này thì nên khuyến khích giúp đỡ họ phát tâm tu học các điểm cốt yếu nơi pháp thức định của Bồ Tát, thì công đức và phước đức thật không thể nêu bày lường tính nổi. Từ chỗ an trụ mà diễn giải các pháp đều chân thật chắc chắn chứ không hư dối. Vì như có vị Bồ Tát được gặp pháp thức định an lạc ấy thì sẽ quan sát và thông tỏ các pháp, cùng hiểu rõ chúng là không xứ sở. Pháp thức định an lạc đó đều khiến cho tâm lực luôn được an nhiên tự tại, không còn trở lại con đường tham dục, lấy sự an lạc trong tâm niệm làm thức ăn. Đối với chỗ có thể khuyến trợ, thì giúp họ giấy khỏi, cùng tiêu tức trên con đường phước thiện. Ta ở thời xa xưa đã từng dâng lên cúng dường Đức Phật, tôi có 500 đóa hoa, kiến lập chí nguyện rộng lớn, thề tự mình dốc chí tu tập đã thành Phật. Đạo quả ấy không hề bị hư hoại mà làm cho chánh pháp thêm hưng thịnh, là dùng giới luật để tiêu trừ các thứ cấu uế, có giúp mọi nỗi thống khổ kia như cứu đầu bị có đầu mình bị lửa đốt cháy, khi bao thứ ách nạn đều được tế độ. Ta tự nhớ nghĩ về thời xa xưa đã từng đi vào biển cả tìm châu báu, gặp phải cá mã kiệu cùng vùng nước có hình ngọn núi. Ta làm người chủ dẫn đường để nhập pháp thức định an lạc, liền có ngay vị thiện thần chỉ rõ về đường đi tốt đẹp, nên rốt cuộc được an ổn, dư tích trở về nơi quê hương. Điều đó là do thệ nguyện tinh tấn không thoái chuyển, nhập thiền định chánh thọ không hề có chút vọng tưởng. Chư Phật Thế Tôn đối với những nơi chốn đến du hóa hay thuyết giảng chánh pháp luôn khuyến khích chúng sinh sinh lên cõi phạm thiên cùng cõi vô thượng thiên, để từ việc thực hiện pháp thức định an lạc mà có sự khuyến trợ kia. Nếu ở nơi nhân gian với mọi quốc độ trong mười phương, thì tùy theo mức độ ảnh hưởng của các pháp tập tục mà giảng dạy giáo hóa đưa chúng sinh đến với đạo pháp, lại dùng mười pháp thiện với những đạo quả đã chứng đắc nhằm đem lại lợi ích cho chúng sinh, khiến đạt được không tuệ, tuyên giảng chỉ rõ hết thảy không hề trái với giáo pháp của bậc giác ngộ, lãnh hội thông tỏ gốc của các pháp là không, đều không có nơi chốn tạo tác, để vun trồng gốc công đức không vì lợi ích cho chính mình mà đều khiến thu đạt được quả tốt nơi đạo pháp. Với nhiều chánh pháp bị nghiêng đổ chìm đắm, cho nên dốc lòng về đạo pháp mà gánh vác những công việc nặng nề quan trọng, nếu gặp phải khổ não cũng quyết dứt hết mọi ưu sầu lo lắng, cũng không còn vọng tưởng, biết rõ nẻo chấp trước của tâm, luôn giữ gìn thân miệng khi không bị mất mát hay rơi rớt, dùng các phương tiện quyền xảo để đi sâu vào nẻo sinh tử về chúng sinh mà thuyết giảng về đạo vị của tám thứ chánh tội giải thoát. Kiến lập nơi thế sự thế tục sự sùng mộ Phật đạo, hoặc diễn giải về nhất giáo, hoặc diễn giải về từng ấy phẩm loại, hướng dẫn hội nhập vào cõi giới luật của các bậc thánh hiền, dần dần chỉ rõ mối liên hệ cho tới khi diệt độ. Như vậy là có thể khiến cho chánh pháp trụ thế ngần ấy kiếp chúng sinh trong cõi sinh tử, khiến đạt đến cảnh giới giải thoát niết bàn tịch nhiên, không còn các khổ hoạn và sinh già chết vì phải nhận lấy hình hài, không còn dựa vào bốn đại là địa thủy hỏa phong. Đối với những người có vướng mắc trong vòng tà kiến ngu muội lầm lạc, ta nên dùng chánh kiến để chỉ rõ cho họ thấy giáo pháp của đạo vô thượng, như ở nơi chốn vắng vẻ tĩnh lặng giúp tu 12 pháp khổ hạnh, tọa thiền bên gốc cây, hoàn toàn dứt bỏ hết mọi sự nương tựa,
Tư duy về các pháp thiền chỉ gắn bó với diệu lý không, nhất tâm định tĩnh, xua sạch mọi thứ lầm lạc. Bồ Tát thực hiện pháp bảo thức định an lạc cũng không suy niệm về sắc là có hình tướng hay không hình tướng. Hình tướng tự nó là hư tịch, các chủng loại của chúng cũng thế, phân biệt trong ngoài là để thấu đạt tính chất duy nhất của chúng. Ba đời thể là vắng lặng, không quá khứ, hiện tại, vị lai. Dùng tâm để thể hiện pháp thức định, lại xem xét tánh của đâm ấm, như các nẻo suy thịnh, giữ gìn hòa nhập là từ đâu đến, và đem cái gì mà diệt. Mà mọi phân biệt là nhằm nhận rõ chúng, đều hư dối, chẳng có sinh diệt, cũng chẳng giấy mong cầu. Lại cũng không thấy có thị, có phi, chẳng dựa vào tâm ý mà có được sự mở mang đạo pháp. Thức hưng khởi thì hưng, thức suy diệt thì diệt, không thấy các hình tượng, cũng không có tưởng và ngã. Lại cũng không bấp chấp bám vào nơi chốn xứ sở, sáu trần trong ngoài cũng đều như thế. Tính toán già tai mắt hãy còn không chốn có, huống chi là đối với các việc thấy nghe, điều ấy là chẳng thể được. Bồ Tát Bảo Vương nên biết, pháp thức định an lạc nơi tâm của Bồ Tát ấy là không sinh không diệt, cũng không có khởi đầu hay chấm dứt. Duyên khởi thì sinh, duyên diệt thì diệt, sinh chẳng thấy có sinh, diệt chẳng thấy có diệt. Từ bên trong mà tư duy theo ý tăng giảm, trước mọi tưởng về khổ vui, thấy đều là như nhiên, liền mọi suy niệm về tôi ta. Tuy là ở trong cảnh dục với bao thứ phiền não, nhưng tâm không cấu nhiễm tham vướng, nhất lòng sẽ liền ba cõi dục sắc và vô sắc. Ý rắn chắc như kim cang, không cờ không gì có thể hủy hoại được. Nhận biết rõ về gốc của sinh tử sinh mạng, từ đời trước với mọi cội nguồn tuần tận, đoạn trừ hết mọi phiền não trói buộc, không cho đấy là điều khó khăn. Không thấy có biên vực tận cùng hay không có biên vực cùng tận, đó gọi là Bồ Tát tu tập pháp thức định an lạc. Thuận theo đời mà giáo hóa, cung kính quý trọng các bậc tôn trưởng, chẳng trông mong phước báo, ở nơi trăm ngàn kiếp dốc lòng tinh tấn tu tập, thành tựu đầy đủ các pháp của trí tuệ giác ngộ, tuyên giảng các pháp trì giới, nhẫn nhục bình đẳng của Bồ Tát, đọc tụng thông suốt, cùng thành tâm ghi nhận, không hề quên lãng. Pháp thân của Như Lai là tánh của năm phần pháp thân, mà mỗi đều nêu bày thông suốt, với mọi ngôn từ thích ứng, không cần điểm tô, là nói luôn tươi tắn dịu dàng, tâm không chút chướng mắc, không giấy tưởng chấp giai đoạn diệt nhị kiến. Như ở nơi đại chúng cũng không ngã theo chuyện riêng tư, cho đối với hư không chẳng có pháp, cũng chẳng có tưởng niệm và pháp. Trong thực là sung mãn, ngoài hiện rõ sự tham vấn lãnh hội, ý cũng không dấy khởi cho rằng mình đã hành động quá mức. Còn kẻ kia thì đầy những thiếu sót thua kém, phải nên xa liền nẻo lợi dưỡng, dứt mọi nơi chốn trong chờ, luôn tự suy nghĩ biết rõ về thân là vô ngã. Từ đầu đến chân đều tỏ rõ, vốn là không, trước tu tập sáu pháp ba la mật, để lãnh hội các pháp là không chốn không nơi, xét kỹ các pháp tại đều giả hợp, chỉ biết là không hình chất nên hết thảy các pháp là không thể nhận thấy, phân biệt về âm thanh và tiếng pha cũng không có chốn nghe. Như thế này Bồ Tát Bảo Dương cho Bồ Tát Đại Sĩ tu tập pháp thức định an lạc theo đúng pháp ấy, thấy điều thiện chẳng vui mừng, nghe điều ác không lo nghĩ. Như vậy thì mở thích ứng với sự tinh tấn an lạc, nhập vào trong ngàn pháp định, đều an nhiên tự tại, không còn mọi tưởng niệm. Trời sấm vang, chấn động đất, rồng vẫy vùng, sấm sét liên hồi, núi lở nước trôi, sư tử gầm rống. Đối với mọi hiện tượng đó, tâm ý của Bồ Tát cũng tịch tịnh an định, không chút thác loạn. Hoặc khi Bồ Tát nhập vào định chánh thọ, trải qua một kiếp hay trăm ngàn kiếp, hình thể mềm mại tốt đẹp, không nghĩ đến ăn uống. Gia đình ý này lấy thiền làm món ăn, tám giải thoát làm nước uống. Hoặc như lúc Bồ Tát lại dùng thần túc nhập vào pháp tam muội, pháp tam muội ấy có tên là phổ chiếu. Nhìn thấy ở phương đông có hằng hà sa số cõi nước và các quốc độ của chư Phật thì đều là bái cúng dường, có mức uy nghi. Như vậy là phương nam, tây bắc với hằng hà, hằng sa quốc độ chư Phật ở mỗi nơi ấy thì đều nên cúng dường chư Phật Thế Tôn. Và đều thấy chư Phật giảng giải thông suốt về pháp tư duy thức định an lạc. Này Bồ Tát Bảo Vương, Bồ Tát nhập định, ta được sự cảm ứng lớn rộng như thế, giả như đem hàng xa cõi trong mười phương và mỗi các cõi đó bỏ đầy trong một hạt bụi, lại nâng cao hạt bụi ấy để gắn vào cõi của chư Phật, số hạt bụi cũng hết mà cõi Phật khó lường tới nổi. Bồ Tát thực hiện pháp tam muội thì thấy đều trông thấy tất cả chúng hội nơi các cõi chư Phật, là cũng được nghe chư Phật đó diễn thuyết về pháp thần thức định ý an lạc.
mà lãnh hội các phép gốc là thư tịch không chủ. Từ lúc bắt đầu tu học cho đến khi thành tựu đạo quả nơi đạo tràng, đều luôn nhớ nghĩ phát tâm làm trang nghiêm cây bồ đề, ta vượt qua mọi nẻo trói buộc của các bệnh về tham châm, sân hận, si mê. Tâm ấy luôn kiên cố không gì có thể lay chuyển nổi. Chính điều ấy đã khiến cho thiên ma dẫn dắt cả bọn đến hàng ức triệu triệu muốn đi đến để hủy hoại pháp thức định ý đó. Nhưng rốt cuộc vẫn không thực hiện được mà phải khuất phục lui về. Như thế là không vì nẻo tà mà sự nhận thức lãnh hội của Bồ Tát bị rối loạn, lầm lạc, tâm ý luôn mở rộng thì biển cả, không gì mà không dung nạp. Các đức anh lạc thảy nhờ đấy mà được thành tựu trọn vẹn, luôn giảng giải về diệu lý vô thường của không phi thân. Các pháp luôn là vô thường, thì há có thân là thường sao? Những kẻ còn vướng chấp về thường thì luôn xa lìa các pháp định, rơi vào cảnh sinh tử, không thể tự mình vượt qua được. Con đường tu tập của Bồ Tát chỉ dốc tâm theo đạo pháp, tâm ấy luôn an nhiên, điềm tĩnh, vĩnh viễn dứt mọi tưởng chấp, không lìa chư Phật, chớ nẻo phương đắp công đức, ý luôn kiên định như Thái Sơn. Không gì dời đuổi được, một mình bước đi trong thế giới không chút sợ hãi, dùng bốn trí để nêu bày, dung nạp các pháp, chỉ rõ cho chúng sinh thấy, biết những điểm chánh yếu của ánh sáng giác ngộ. Trong lòng luôn chân thật, chánh trực, không vô định, sở dĩ có được sự an nhiên ấy là do từ gốc giữ được thanh tịnh, đã không còn các khứ có nhiễm, nên mọi tâm tối cũng tiêu tan hết, ánh sáng trí tuệ tỏa chiếu khắp nơi, ai ai cũng được đội ơn, nhuần thấm, tâm mở rộng đến vô tận, không còn phân biệt giới mốc bến bờ, có ý uế đục đã được gội rửa, khí trở nên trong sáng tươi lành, theo sở thích của tất cả của đời, ta có thể thực hiện thành tựu đầy đủ, đi đến chỗ Đức Phật bởi có cây để tự tu đúng diệu nghĩa của các pháp. Đối với tất cả các pháp tu tập không có hồ nghi. Chính từ trí tuệ luôn lo nghĩ đến mọi người mà các sự việc được thành tựu trọn vẹn, toàn theo những kiến thức hiểu biết mà có giúp những kẻ tri thức ít ỏi. Pháp định lý an lạc xua trừ sạch mọi thứ vọng loạn, và đối với những ai giúp lòng thực hiện thì luôn đạt được tịch tịnh an định. Từ đấy tu tập theo đúng các nẻo nơi tám con đường giải thoát của những bậc thánh hiền, khiến cho mọi người đứng vững mà thấy được chân lý chánh pháp. Này Bồ Tát Bảo Vương, đó gọi là điểm cốt yếu nơi pháp thức định an lạc của Bồ Tát. Nếu có người được nghe biết tọa trì luôn gắn liền với nơi tâm tưởng, thì những người ấy chưa từng xa lìa chư Phật Thế Tôn, đạt được pháp không thoái chuyển đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Đức Phật nói về pháp thức định an lạc ấy, thì ở nơi tòa ngồi có dư lượng ức trăm ngàn thiên long quỷ thần, nhân phi nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đã có đến 62.000 các vị Bồ Tát từ các phương khác đến nghe pháp, đều được pháp nhận bất khởi. Là thêm 8.000 các vị thanh tấn sĩ, thanh tấn nữ lìa xa mọi cấu phiền trần phiền não, đã pháp nhãn thanh tịnh. 5.000 vị tỳ kheo chức sa các lậu, ý mở tâm thông. 9.000 vị thiên tử lìa bỏ các nẻo tham dục. Phẩm 3 trang nghiêm cây bồ đề. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các vị hiền giả, ta từ xưa trải qua vô số a tăng kỳ kiếp, luôn tích lũy công hạnh tu tập các pháp thanh tịnh, những lúc ngồi nằm hay kinh hành không hề rời bốn tâm vô lượng, chỉ trong khoảnh khắc một lúc một bước đi hay một niệm đều tu tập đủ 10 pháp. Những gì là 10 pháp? 1. Từ cõi trời đau xuất giáng trần hạ sinh, thay đủ khắp vô số cõi Phật trong 10 phương, thế các vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ thả đều đến chỗ cây bồ đề tu tập pháp an lạc thanh tịnh, nên cất chân bên phải muốn đi tới đạo tràng để thể hiện lòng từ bi thương xót chúng sinh. Các quốc độ trong tam thiên đại thiên tại đều chấn động. Bồ Tát tự suy nghĩ, ta từ xưa đã thệ nguyện, ngày hôm nay đã đến lúc sẽ phá trừ cõi ma và trang nghiêm cảnh giới Phật. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại từ an lạc, dốc lòng hướng tới đạo tràng, tâm không thoái chuyển. 2. Thay đủ khắp trong tam thiên đại thiên thế giới, các vị Bồ Tát đại sĩ tâm thức luôn dở nghĩ là nhập pháp môn tam muội định ý, dứt mọi vọng loạn. Hoặc thấy các vị Bồ Tát thành đạo nơi hư không, hoặc thấy nơi chốn vắng vẻ tịch tỉnh bên gốc cây, hoặc nhập vào pháp môn tam muội thủy quang không giới, làm trang nghiêm cây bồ đề, không lìa tâm đại bi. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu pháp đại bi an lạc, dốc hướng tới đạo tràng, tâm không còn thoái chuyển. 3. Bồ Tát Ma Ha Tát thấy khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới đều dốc chí đi tới đạo tràng, không để tâm hoan hỷ, nên cho rằng ta nay thành Phật, tất nhiên không còn nghi ngờ.
Nguyện đem gốc các pháp của ta mà làm cho tất cả chúng sinh đều được thấm nhuần, tất cùng với chúng sinh chung một màu sắc vàng ống. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp được vô số chúng sinh trước sau vây quanh, hủy diệt các lớp lưới ma, tạo thành quốc độ cho mình. Đó gọi là Bồ Tát Mahātát tu pháp hỷ an lạc, tâm không thoái chuyển. Bốn Bồ Tát Mahātát muốn hướng tới đạo tràng, đi đến chỗ Phật bên gốc cây Bồ Đề, thấy hết cả A Tăng Kỳ cõi trong mười phương với các vị Bồ Tát đại sĩ nhất sinh bổ xứ chấp chí tu tập giữ gìn tâm làm trang nghiêm của Bồ Đề, khiến cho vô số chúng sinh cùng dốc giữ gìn tâm mình không rời tất cả các pháp định ý an lạc. Đó gọi là Bồ Tát Mahātát giúp tới đạo tràng thực hiện pháp chánh thọ, giữ gìn tâm tâm không hề thoái chuyển. Năm Bồ Tát Mahātát lại trông thấy vô số quốc độ trong mười phương với đông đảo các vị Bồ Tát đại sĩ nhất sinh bổ xứ, thay đều chuyển pháp luân hành hóa không thoái chuyển, pháp ấy không thể ngôn thuyết cũng không hình tướng, đều cùng một tướng là vô tướng, không cõi vô hình cũng như không, cũng như không vô không. Lẽ nào có cõi của pháp ấy sao? Đó là Bồ Tát Mahātát tu tập pháp an lạc không không hình tướng. 6. Bồ Tát Mahātát xem khắp hàng xa quốc độ trong mười phương, dùng trí tuệ để thông tỏ các căn của chúng sinh đã thuần thục, ý hướng tới ba thừa, không rời bỏ pháp nhẫn, với lòng từ bi hỷ hộ hành hóa 6 pháp quan trọng, bố thứ trí tuệ vô ngại cùng dốc hướng về pháp nhẫn, thì biết rõ về sự tạo kiếp của mình, cũng thấy người khác được nhận lấy sự tạo kiếp như thế, hoặc được thọ ký đạo quả A-la-hán. Bất chi Phật, Bồ Tát tự suy nghĩ, ta từ vô số A-tăng kỳ kiếp bỏ đi rồi nhận lấy thân mạng, nối tiếp nhau đều là sự hiện hóa, không phải là pháp chân thật. Này được tọa ký, phải dốc tiến tới đạo quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác, thành bậc giác ngộ tối thượng, du hóa khắp hư không, đi đến qua lại không chút trở ngại, một lúc một nơi đạt được sự thâu tóm, nắm giữ các pháp định. Chư Phật đều tán dương về các pháp khổ tập tận đạo. Khổ ấy chẳng phải là khổ, khổ do từ đâu sinh, điều đó khổ là không khổ, và thích ứng với trí tuệ sáng suốt. Tập là do ái giới khởi, gốc của ái là vô hình, cũng không thể thấy. Gốc của sinh là không sinh, huống hồ pháp có diệt sao? Chúng sinh do ngu si mê lầm nên theo sự giới khởi, lại vô giới tập cho là đạt được sự thật là điều đúng. Rõ được tập là không tập thì mới thích ứng với trí tuệ sáng suốt. Các pháp là không sinh, làm sao là có diệt? Thấu đạt tận cùng diệu lý vô sinh cũng là không có tận cùng, các pháp là vô tận. Chúng sinh do ngu muội mê lầm mà cho rằng tận cùng hoặc chẳng phải tận cùng, ở trong tưởng được giấy khởi cho làm cho các pháp bị lẫn lộn. Thấu đạt tận cùng như vậy mới thật là cùng tận, đó chính là trí tuệ thông đạt giác ngộ đạo không hình tướng chúng mạo, chẳng phải là cảnh giới đối tượng có thể nhận thức của mắt. Với 8 con đường chân chánh, Bồ Tát an nhiên không còn sự ngăn ngại nào, ấy chính là trí tuệ giác ngộ, đó gọi là Bồ Tát Mahātát giúp tiến tới đạo tràng, tâm không thoái chuyển. 7. Bồ Tát Mahātát xem xét hết các quốc độ trong tam thiên đại thiên thế giới, mọi căn trí của chúng sinh có cao thấp lớn nhỏ hoặc cùng với tâm Như Lai, nhận thức đồng cõi, bản hạnh cùng hợp với trí tuệ không tăng giảm, đem lòng đại từ bi mà trang nghiêm nơi thân mình, tu tập các pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục tinh tấn theo định trí tuệ, với các phương tiện quyền xảo, 16 hành thâm diệu cùng với hàng trăm ngàn các pháp tổng trì, tâm ấy thật rộng lớn, không phải là chúng nhỏ hẹp. Tôi thấy rõ nẻo hành hóa của các bậc A-la-hán, Bích Chư Phật, nhưng tâm không nắm vướng, không đi theo con đường có. Đấy gọi là Bồ Tát Mahātát trang nghiêm cây Bồ Đề, tâm không thoái chuyển. 8. Bồ Tát Mahātát giúp lòng tu tập 800 pháp môn tổng trì, pháp môn đức hạnh. Bồ Tát đã đạt được pháp môn ấy thì mọi sự hành hóa đều đầy đủ viên mãn, lấy đó làm trang nghiêm của Bồ Đề, là có pháp môn phổ nhẫn. Bồ Tát tu tập đạt được pháp môn đó thì sẽ xuống tuôn xuống cho tất cả chúng sinh thấm nhuần những cơn mưa pháp cam lồ, là có pháp môn vô tướng. Bồ Tát tu tập được pháp môn ấy thì có thể hội nhập tận cùng vào diệu hành không, an trụ nước quả địa không còn thoái chuyển. Còn có pháp môn âm hưởng, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì đối với nẻo 8 nẻo hành hóa luôn được đầy đủ, không còn bị tác động cho một âm hưởng nào khác gây nên. Còn có pháp môn thân hành, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì thân hành hóa luôn thanh tịnh, không tạo tác với các việc xấu ác.
Lại có pháp môn khẩu hành, Bồ Tát đã được pháp môn này thì không gây ra bốn thứ lỗi lầm, cũng không khiến kẻ khác làm điều ác hại. Còn có pháp môn ý hành, Bồ Tát được được pháp môn đó thì tâm ý không còn dông đuổi như các tưởng mà luôn được tịch tỉnh tự tại. Còn có pháp môn vô niệm, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì có thể nhập vào pháp định diệt tận, quan sát thấu đạt các đối tượng vô hình. Lại có pháp môn cứu cánh, Bồ Tát có được pháp môn này thì sẽ từ bờ sinh tử này đi đến bờ giác ngộ kia. Là có pháp môn vô trước, Bồ Tát tu tập được pháp môn ấy thì dù ở nơi pháp sinh tử cũng không hề giấy sợ tham đắm hay bị cấu nhiễm. Còn có pháp môn vô ngại, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì mọi sự qua lại xưa nay đều thông đạt, không bị ngưng trệ trong cõi sinh tử. Lại có pháp môn ứng thành, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì luôn theo con đường hành hóa tiến tới, không bị mọi người chê trách vấn nạn. Còn có pháp môn thần túc, Bồ Tát đạt được pháp môn đó thì sẽ tự do biến hóa, lại bái cúng dường chư Phật. Lại có pháp môn thanh tịnh, Bồ Tát tu tập đạt được pháp môn này thì trí tuệ luôn được thanh tịnh, không còn các tưởng và quốc độ bờ cõi. Còn có pháp môn không hành, Bồ Tát tu tập có được pháp môn đó thì sẽ thông tỏ các pháp là hư dối không thật. Là có pháp môn huyễn hóa, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sẽ quan sát một cách thấu đáo về sự kết hợp quyền biến giả trá của chúng sinh, không thể mô phỏng theo hình tượng đó. Còn có pháp môn vô hình, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì đối với cội nguồn của muôn loài chúng sinh không có thể suy cứu tận cùng được. Là có pháp môn đạo chủng, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì sự tu tập 37 món đạo phẩm luôn được liên tục, không hề gián đoạn. Còn có pháp môn ý chỉ, Bồ Tát tu đạt pháp môn đó thì luôn quan sát trong ngoài thân mình, niệm niệm không hề đứt đoạn. Là có pháp môn ý đoạn, Bồ Tát đạt được pháp môn này thì sự quan sát các pháp môn không giấy các tưởng về chúng. Là có pháp môn thần túc, Bồ Tát tu đạt được pháp môn ấy thì thọ mạng trụ thế trong vô số a tăng kỳ kiếp. Là còn có pháp môn chư căn, Bồ Tát đạt được pháp môn đó thì có được ánh sáng giác ngộ thâm diệu hết mực, là luôn bền chắc không hề bị ngăn ngại. Còn có pháp môn thần lực, Bồ Tát tu tập được có được pháp môn này thì luôn an trụ nơi các pháp không hề bị hủy hoại. Đã có pháp môn giác ý, Bồ Tát tu tập được đạt được pháp môn ấy sẽ có được hoa giác ý, không bị bụi bặm phiền não làm cho ô nhiễm. Còn có pháp môn đạo phẩm, Bồ Tát dốc tu đạt được pháp môn đó thì mọi trường hợp nhập định luôn thông đạt, tâm không hề rối loạn lầm lẫn. Đã có pháp môn không tuệ, Bồ Tát dốc sức tu đạt được pháp môn này thì luôn tạo được nơi chốn an ổn trong chúng sinh, vĩnh viễn lìa bỏ tham dục giận dữ. Còn có pháp môn vô tướng, Bồ Tát đạt được pháp môn ấy thì luôn dẫn dắt chúng sinh đến với đạo pháp. Là có pháp môn vô nguyện, Bồ Tát đạt được pháp môn đó thì thường thuận lợi trong việc giáo hóa chúng sinh, dứt bỏ sự cầu nguyện. Đó là các bậc Bồ Tát mà tại tu tập 800 pháp tổng trì chỉ được nêu những điểm cốt yếu, từ đó tiến đến đạo tràng trang nghiêm của Bồ Đề, tâm như kim cang không gì có thể hủy hoại được. Chính Bồ Tát Ma Ha Tát xem xét khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới ấy với vô số loài chúng sinh, hoặc loài một chân, hai chân, ba bốn chân cho tới vô số chân, loài tâm có ái dục, loài tâm không có ái dục, loài tâm có giận dữ, loài tâm không giận dữ, loài tâm có ngu si, loài tâm không ngu si, loài tâm có khổ vui, loài tâm không vui khổ. Chỉ trong khoảnh khắc một lúc, một giấy khởi, một niệm, Bồ Tát đều có thể phân biệt để vì các loài ấy mà thuyết giảng cho các pháp khổ không, dứt mọi tưởng chấp về nhân ngã. Đấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát thực hiện pháp định vô tưởng tới tới đạo tràng trang nghiêm của Bồ Đề. 10. Bồ Tát Ma Ha Tát lại quan sát khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới với tâm của vô số chúng sinh trong quá khứ, hiện tại và vị lai, các căn đều tịch tỉnh, có thể thực hiện tịch ứng đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát dốc tiến tới đạo tràng trang nghiêm của Bồ Đề. Đức Phật bảo các vị tộc thánh tử, Bồ Tát Ma Ha Tát lúc đưa chân bên phải để bước đi bước thứ nhất, thì ở trong khoảng ấy đã tu tập hết đến 10 pháp nhằm tiến tới đạo tràng trang nghiêm kê Bồ Đề. Những gì là 10 pháp? Một, Bồ Tát Ma Ha Tát lúc vừa đưa chân bên phải dẫm lên đất đã tự xưng danh hiệu là bậc chí tôn trong ba cõi, hằng xa chư Phật thời quá khứ đều bước đi 7 bước, chư Phật đời vị lai cũng đều thể hiện như vậy. Tại này trong thời hiện tại này xuất hiện ở thế gian là bậc riêng được tôn quý trong ba cõi, cũng không gì có thể sánh được, nêu lên điểm sáng cho chư Phật, khiến ánh sáng đạo pháp không thể bị mất mát,
Đó gọi là Bồ Tát Ma Tát tiến tới đạo tràng trang nghiêm của Bồ Đề. Hai, lại nữa Bồ Tát lúc vừa cất chân bên phải dẫm lên đất, liền suy nghĩ rằng ta nay đã đạt được đạo quả không còn toái chuyển, thì cũng khiến cho mọi chúng sinh cùng với mình hướng tới đạo quả ấy, không rời bỏ thệ nguyện lớn lao vốn là biểu thị của tâm đại từ bi mênh mông. Đấy gọi là Bồ Tát Ma Tát dốc đi tới đạo tràng nhằm trang nghiêm cây Bồ Đề. Ba, lại nữa Bồ Tát lúc vừa cất chân bên phải dẫm lên mặt đất lại suy nghĩ như vậy: chư Phật thời quá khứ đều thực hành trước pháp ấy, ta sẽ đem xem vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ nối tiếp cõi của ta, danh hiệu của vị ấy là ai, tức là vị Bồ Tát đang ở bên phải ta. Các vị nên xoay lại để nhìn rõ, đó là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát ấy sau này không lâu sẽ thành Phật như ta. Hàng trăm ngàn chư thiên người nghe Đức Phật nói vậy thì đều vui mừng khác tiếng, nhưng cùng lời ca ngợi muôn điều tốt đẹp vô lượng. Vui sướng thay bậc đại hùng trong đời, Phật chủng không hề bị gián đoạn. Ngay bấy giờ có đến 11 na thuật chư thiên chúng nhân nhận thấy Bồ Tát Di Lặc được Đức Phật thọ ký ấn chỉ thì đều dốc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó gọi là Bồ Tát Ma Tát dốc đi tới đạo tràng trang nghiêm của Bồ Đề. Bốn, lại nữa Bồ Tát lục vừa cất chân bên phải dẫm lên mặt đất liền suy nghĩ: ta nay đã đạt được trí mọi trí tuệ tự tại, ánh sáng thần diệu không chút ngăn ngại, cùng các phước biện tài thông suốt. Nhưng các loài chúng sinh kia do bị hồ nghi buộc chặt nên mãi chìm đắm trong biển phiền não câu uế, không mong gì giải thoát được. Ta nay sẽ đem lửa, ánh lửa trí tuệ thiêu đốt sạch mọi mảng rừng rậm hồ nghi trong tâm của chúng sinh. Đó gọi là Bồ Tát Ma Tát nhất trí đi tới đạo tràng trang nghiêm cây Bồ Đề. Năm, lại nữa Bồ Tát lúc vừa cất chân bên phải dẫm lên mặt đất là liền suy nghĩ như vậy: ta nay đã đạt được các pháp vô vi giải thoát, và nên phải dốc lòng tiếp độ chúng sinh còn trong vòng hữu vi đi đến bờ giải thoát. Hàng xa chư Phật Thế Tôn thời quá khứ thì đều cùng với ta để được cảnh giới vô vi giải thoát, chư Phật thời vị lai cũng sẽ đạt đến pháp ấy. Vui sướng thay phước báo là không hề đoạn diệt và vọng tưởng đại dứt, không còn nơi chốn tham cầu. Đấy gọi là Bồ Tát Ma Tát dốc chí đi đến đạo tràng trang nghiêm cây Bồ Đề. Sáu, lại nữa Bồ Tát lúc vừa cất chân bên phải dẫm lên mặt đất là sinh tâm như vậy: chúng sinh cho mãi đắm chìm trong vòng tà kiến điên đảo thì không thấy được ba hướng trí tuệ về không vô, ta nay sẽ bị họ mà diễn nói các pháp giúp giữ gìn tâm thanh tịnh, pháp tánh là hư tịch thông tỏ không xem, biết hộ biết thiện là gốc của mọi nẻo tạm tác, các pháp là khổ không phi thân, không người không thọ mạng, sẽ dùng tâm ấy bao trùm khắp thảy muôn loài. Đó gọi là Bồ Tát Ma Tát dốc lòng đi đến đạo tràng trang nghiêm cây Bồ Đề. Bảy, lại nữa Bồ Tát lúc vừa mới đưa chân bên phải nhằm đi đến ao tắm lưu ly tuyển tinh, bài thơ châu báu được trưng bày tăng thêm vẻ đẹp cho khu vườn. Các loài chim vịt trời, nhạn, uyên ương cùng bao thứ chim kỳ lạ, chư thiên cùng tháp tùng, số lượng đông đảo không thể lượng tính hết. Bồ Tát liền suy nghĩ: ta này để lộ thân hình như vậy là không thích hợp, ví như sẽ đi vào các nơi thành thị thôn xóm với dân chúng đông đúc, họ sẽ cho là mình quả thân không biết xấu hổ, vì thế phải tìm tấm cây xa để che thân. Lúc có vị thiên tử tên là Phước Cái tức thì rõ được ý nghĩ nơi tâm của Bồ Tát, đây là dốc lòng tìm 8,4 ngàn sợi tơ bằng vàng để dệt thành tấm ca sa. Bồ Tát tự suy nghĩ: chư Phật thời quá khứ đã dùng pháp thuật như thế nào, để việc tiến tới đi lại sử dụng theo pháp ra sao? Thần hư không ở trên cao chắp tay thưa: chư Phật thời quá khứ đã mặc ca sa được dệt thành từ những sợi tơ vàng, cũng như ngày hôm nay chư thiên sẽ hiến cúng ca sa ấy. Bồ Tát liền nhận lấy 8,4 ngàn tấm ca sa cho những sợi tơ vàng dệt thành, dùng thần lực đạo pháp mà hợp lại là một chiếc ca sa để khoác lên người. 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp thể đều hiện rõ nơi bên ngoài, ấy là do từ thời xa xưa đã tu tập hành bố thí mà không mong cầu báo đáp, cùng tu các pháp ba la mật. Đó gọi là Bồ Tát Ma Tát dốc chí đi tới đạo tràng để trang nghiêm của Bồ Đề.
8. Lại nữa, Bồ Tát lúc đưa chân bên phải lên, liền sinh tâm như vậy, chúng sinh với ngọn ấy tánh hạnh không đồng. Tại này sẽ đem ánh sáng của trí tuệ giác ngộ soi chiếu soi khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới. Tức thì Bồ Tát phóng hào quang từ tướng nơi đỉnh đầu chiếu soi khắp các quốc độ chư Phật trong mười phương. Mọi loài chúng sinh trong thấy ánh sáng ấy tại đều phân tập đông đảo để đến thế giới Ta Bà, dùng hương hoa dâng lên cúng dường Như Lai với y thần của mình. Bồ Tát đã tạo được cảm ứng lớn lao khiến cho tất cả trời đất hiện đủ sáu cách chấn động. Đấy gọi là Bồ Tát Ma Tát Giúp Chí để đến đạo tràng để trang nghiêm cây Bồ Đề. Chính lại nữa, Bồ Tát lúc sắp đưa chân lên thì tâm liền phát sinh ý nghĩ, mà nếu trói buộc của sinh tử đã dứt là không phải nhận lấy việc đầu thai là bậc tôn quý hơn hết trong ba cõi, không chỉ có thể sánh được sẽ đạt danh hiệu là Phật Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác, mười tôn hiệu gồm đủ chư Phật Thế Tôn ở các quốc độ trong mười phương, mà mỗi vị nơi quốc độ của mình đều nói với bốn bộ chúng là chư thiên long quỷ thần Càn Đạp Hòa A Tu Luân Ca Lô La Kho Na La Ma Hữu Lạc nhân cùng phi nhân rằng: ngày nay thế nơi thế giới Ta Bà, Đức Phật Thích Ca Văn đã xuất hiện ở đời, mọi tướng tốt gồm đủ như mặt trăng nơi các vì sao, phước đức hóa độ chúng sinh khiến chư thiên và loài người đều đội ơn. Nếu có ai muốn phát tâm cung kính cúng dường Đức Phật ấy thì đây là lúc rất thích hợp. Bây giờ Đức chư Phật khắp mười phương thế giới cùng với các vị Bồ Tát có đủ thần thông biện tài thông đạt được các pháp môn tổng trì với đến 1777 ức na thuật, người đều cùng văn tập đi đến thế giới Ta Bà ấy để dốc tâm cúng dường Bồ Tát. Tung đại hoa đầy khắp mặt đất là có 80 vạn cây thiên ma ba tuần đều cùng đi tới thế giới Ta Bà để hết lòng cúng dường phục vụ Bồ Tát. Còn có 100.000 ức cây long vương thần lực, bởi mỗi vị có tới 7 đầu phụng hiến thứ nước ấm thơm lừng để tắm rửa cho Bồ Tát. Có được như thế là cho Bồ Tát từ thời xa xưa luôn diễn nói các pháp cam lồ không hề biết mệt mỏi. Đó là Bồ Tát Ma Tát dốc đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây Bồ Đề. 10. Lại nữa, Bồ Tát lại tự giấy suy nghĩ: chúng sinh chưa bị chìm đắm trong cõi mê lầm quá khứ lâu nên không được nghe các pháp không vô hư tịch, thì tâm ấy không tránh khỏi sự sợ hãi quá mức. Pháp của Phật thì hết sức thâm diệu vượt qua mọi sự nghĩ bàn, vì thế nên phải nên dần dần theo thứ tự từ thấp đến cao để thuyết giảng về cội nguồn của đạo pháp, nhờ đó căn cơ của mọi chúng sinh cùng các nẻo tạo thành soi thấu lẽ huyền diệu cả ba đời về tính chất sinh diệt của các pháp, dứt trừ mọi tưởng chấp, tâm sạch nẻo tham lam keo kiệt từ vô số kiếp tích chứa mọi tạo tác đến nay, sẽ dễ không được gặp đạo pháp là đều do sự đàn buộc của ân ái. Ta này sẽ dứt trừ mọi sự đàn buộc ấy, dứt trừ từ gốc của nó để cứu vớt chúng sinh để đến nơi chốn an ổn giải thoát. Đấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát giúp chỉ đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây Bồ Đề. Này các vị tộc tánh tự, như vậy là Đại Bồ Tát, Bồ Tát Đại Sĩ Giáng Thần xuất hiện ở đời, đưa chân bên phải dẫm lên mặt đất, ở trong khoảng thời gian ấy đã suy nghĩ về 10 pháp để trang nghiêm cây Bồ Đề, cũng như thể hiện tính chất không thái chuyển. Lại nữa, này các vị tộc tánh tử, Bồ Tát nào vào lúc sơ sinh chân dẫm lên đất, bước đi 7 bước là nhằm hướng đến tòa báu, tiếp theo là đưa chân bên trái lên để từ nơi tâm suy nghĩ, chư Phật Thế Tôn thuyết giảng chánh pháp với công nghĩa vô lượng nhằm giải đạt phần tinh tế của đạo pháp, thể hiện nơi các pháp ba la mật không sinh không diệt, sự hành hóa các pháp không sinh diệt ấy thật chẳng thể nghĩ bàn, không phải là chỗ mà các hàng A-la-hán và bích chư Phật có thể đạt được. Đạo chỉ một ý, nhiều suy niệm không phải là đạo. Đạo chỉ ít dục, nhiều tham dục không phải là đạo. Đạo nên biết đủ, nhiều mong cầu không phải là đạo. Đạo nên theo nẻo chánh kiến, tà kiến không phải là đạo. Lúc các Bồ Tát lại suy nghĩ như vậy, nẻo hành hóa chánh pháp của chư Phật thời quá khứ là như thế nào? Rồi lại suy nghĩ tiếp, hàng xa chư Phật Thế Tôn thời quá khứ xuất hiện nơi thế gian đã dùng diệu lực thần túc để hiện đủ uy đức nơi thân tướng, mơ diệu nghĩa căn bản thật không thể nghĩ bàn. Những gì là 10. Này các vị tộc tánh tử, Bồ Tát Đại Sĩ trước đưa chân bên trái lên là nhằm khiến cho khắp cả cảnh giới hư không trong tam thiên chúng sinh không bị nhiễu loạn mà lại được biết, được tỏ
như có các chúng sinh ấy đều trong thấy tướng tốt, thì hành ánh xe nơi bàn chân thì thấy đều giúp phát tâm vô thượng bồ đề. Có được tướng ấy là do từ xa xưa luôn lễ bái cúng dường chư Phật và đạt được phước báo. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát dắt đi tới đạo tràng nhằm trang nghiêm cây bồ đề. Lại nữa này các vị tập tánh tử, bây giờ Bồ Tát chân bên trái dậm lên mặt đất, thâm tự suy nghĩ: chư Phật thời xa xưa thuyết pháp làm sao phân biệt về cố nhân nghĩa vị, chư Phật Thế Tôn thời quá khứ làm thế nào để thể hiện các phép tắc uy nghi trong quá trình hành hóa qua lại giao tiếp, dùng một cố nghĩa để diễn giải được vô lượng pháp tạng của chư Phật. Từ kiếp này đến kiếp khác cho tới hàng trăm kiếp cũng không thể suy cứu hết diệu nghĩa của một cú. Nhờ nếu thuần diệu tiêu biểu của Như Lai thật chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là chốn có thể lượng tính được của hàng nhỏ hẹp. Đó gọi là Bồ Tát Ma Tát dốc lòng tiến tới đạo tràng đã trang nghiêm cây bồ đề. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, bây giờ Bồ Tát đã phóng hào quang từ nơi lỗ chân lông trên thân tướng tỏa chiếu khắp vô lượng các cõi của chư Phật. Ở trong ánh hào quang ấy là diễn giải 6 pháp ba la mật, các pháp lớn và bình đẳng, không vô tướng, vô nguyện, pháp nhẫn bất khởi, là cũng khiến cho chúng sinh ta đều có được chí nguyện kiên cố để giúp phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó gọi là Bồ Tát đi tới đạo tràng nhằm trang nghiêm cây bồ đề. Lại nữa này các vị tập tánh tử, bây giờ Bồ Tát liền tự suy nghĩ: ta nay sẽ dùng các pháp chánh thọ tam muội vô khắp hư không pháp giới của chư Phật. Tâm đồ Bồ Tát để nhập pháp định ý vô hình tưởng đi khắp hư không pháp giới của chư Phật, những kẻ theo hầu hạ chư thiên cùng mọi người không ai hay biết gì cả. Ấy là vị Bồ Tát dốc chí đi đến nơi tòa báu. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát đi tới đạo tràng nhằm trang nghiêm cây bồ đề. Lại nữa này các vị tộc tánh tử, bây giờ Bồ Tát liền biến hóa thành một hình đi tới khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới rồi lại trở về như cũ, mà là chúng sinh đều không hay biết. Đó gọi là Bồ Tát đi đến đạo tràng để trang nghiêm cây gọi bồ đề. Lại nữa này các vị tập tánh tử, bây giờ hào quang trí tuệ giác ngộ của Bồ Tát đã tỏa chiếu khắp các mức độ trong tam thiên đại thiên, trong mọi ánh hào quang ấy đều phát ra âm thanh: ngày hôm nay Đức Phật Thích Ca Văn là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, ở nơi cõi chim phù lợi sẽ chuyển bánh xe chánh pháp hóa độ chúng sinh, chỉ được giác ngộ đem lại lợi lạc tốt đẹp quý giá cho chúng sinh, nên danh hiệu của Đức Phật được xưng tụng khắp mọi nơi. Đây gọi là Bồ Tát dốc chí đến đạo tràng nhằm trang nghiêm cây bồ đề. Lại nữa là các vị tập tánh tử, Bồ Tát ấy giờ chỉ trong khoảnh khắc một niệm để khiến cho chư Phật tiêu tôn khắp các cõi trong mười phương, và mỗi vị đều duỗi dài cánh tay ra để tiếp đỡ lấy Bồ Tát. Tất cả các vị trong chúng hội thấy đều trông thấy. Đó gọi là Bồ Tát đi đến đạo tràng để trang nghiêm cây bồ đề. Lại nữa này các vị tập tánh tử, pháp tạng của chư Phật thật hết sức thuyền tâm uyên, có thể lường được. Ta sẽ dần lần lượt nêu bày rõ về con đường tu tập của ba thừa thành phần chuyên giác Bồ Tát. Khi giờ những người được nghe pháp giác ngộ, chung cuộc không bị ngưng trệ giữa chừng. Đó gọi là Bồ Tát Ma Tát dốc lòng đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây bồ đề. Lại nữa này các vị tập tánh tử, cũng như ba đời chư Phật Thế Tôn trong quá khứ, ta nay sẽ nhằm thành tựu được đạo giác ngộ lớn lao, nên sẽ được chứng minh việc khiến ta thành tựu đạo quả. Chư Phật đều đứng nơi phía trước ta để nơi bày xưng lời xưng tụng tốt đẹp. Bồ Tát đã trải qua A Tăng kỳ kiếp tu tập vô số khổ hạnh, cũng đầy đủ 6 pháp ba la mật như bố thí trì giới. Đối với mọi tài sản trong nước, cùng vợ con đều không hề tan tiếc. Đời này sẽ thành Phật để hóa độ rộng khắp mọi chúng sinh. Chúng tôi xin dốc lòng hỗ trợ Bồ Tát cho đến khi thành Phật, nó không khiến dừng lại giữa chừng. Đó gọi là Bồ Tát Ma Tát dắp đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây bồ đề. Lại nữa là các vị tập thánh tử, Bồ Tát đã nhận rõ về thời quá khứ, hiện tại và vị lai, về các pháp không vô tướng vô nguyện. Đây cũng là chốn ứng hợp để thực hiện các pháp của chư Phật từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành Phật. Còn đã tu tập ba nẻo hướng về đạo pháp, 4 bậc của lòng từ bi rộng lớn, 8 con đường không còn chướng ngại, lấy đó để trang nghiêm thân tướng hình. Đó là gọi là Bồ Tát Ma Tát dốc lòng đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây bồ đề. Đức Phật bảo các vị tập thánh tử, Bồ Tát lúc vừa cất chân bên phải dẫm lên mặt đất thì cũng liền có đầy đủ 10 thứ tuệ thần túc chẳng thể nghĩ bàn. Những gì gọi là 10 thứ tuệ thần túc ấy? 1. Có thứ tuệ thần túc tên là vô trước. Bồ Tát tu tập đạt được tuệ ấy thì có thể hội nhập vào chốn thâm diệu nhất của pháp tạng chư Phật. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát
dấp chí đi tới đạo tràng để đăng kim cây bồ đề. 2. Là có thần tuệ tên là vô hình. Bồ Tát đạt được thần tuệ ấy thì có thể nhập các pháp định ý không hề chán nản, từ đó tham vấn và nhận lãnh những lời chỉ dạy của chư Phật trong mười phương. 3. Còn có thần tuệ là tên là vô nhị. Bồ Tát đạt được thần tuệ này thì sẽ luôn có cách thúc đẩy chúng sinh dốc lòng tu tập, thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề, không giữ chặt lấy con đường thành văn bất chi Phật. 4. Là có thần tuệ tên là hư không. Bồ Tát đạt được thần tuệ này thì sẽ xem xét tận cùng các thế giới đều là không, không ngã nhân. 5. Còn có thần tuệ tên là vô tướng. Bồ Tát đạt được thần tuệ ấy thì sẽ diễn giải thông suốt các pháp, đó đặc diệu lý nhất tướng, vô tướng, không sinh diệt, cũng không chấp vào tính chất đoạn tuyệt của các pháp. 6. Là có thần tuệ tên là không quán. Bồ Tát đạt được thần tuệ ấy thì sẽ trông thấy các quốc độ của chư Phật vì bao sự thành hoại như xem hạt ngọc báu trong lòng bàn tay. 7. Còn có thần tuệ tên là khí thọ. Bồ Tát đạt được thần tuệ ấy thì sẽ quan sát và thấy rõ về thọ bản với mọi nhân duyên quả báo, lìa bỏ hình hài này, nhận lấy hình hài khác. 8. Lại có thần tuệ tên là vô ngôn thuyết. Bồ Tát thu đạt được thần tuệ ấy thì đối với sự thuyết giảng các pháp không hề có tưởng chấp về chúng, cũng không giấy từng ấy niệm về chúng. 9. Còn có thần tuệ tên là vô cận viễn. Bồ Tát đạt được thần tuệ ấy thì sẽ luôn không còn thấy các pháp có sự ngăn cách hay chồng chất xa gần. 10. Là có thần tuệ tên là vô sanh diệt. Bồ Tát đạt được thần tuệ ấy thì sẽ nhận rõ về cội nguồn của hai nhân duyên, cái nẻo sanh diệt tẩy là không thực có. Đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát đạt được 10 thứ tuệ thần túc, giáp chí đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây bồ đề. Đức Phật bảo các vị tập tánh tử, Bồ Tát hồi sơ sinh lúc đưa chân bên trái lên thì cũng lại có được đầy đủ 10 nẻo tạo tác, đạt đến cứu cánh vô lượng. Những gì gọi là 10 nẻo tạo tác ấy? Nên các vị tập tánh tử, và nẻo tu tập của chư Phật Như Lai, Như Lai giáng thần xuất hiện ở đời giáo hóa muôn loài, phân biệt rõ về 12 lớp dẫn dắt trong ba đời, về năm đường trong ba cõi, và bao thứ bụi bặm phiền não cấu uế trong buộc. Từ đấy sẽ dốc lòng gội rửa, cởi mở bao lớp kết sở, dứt mọi cấu nhiễm che lấp. Đó gọi là Bồ Tát tu tập để ốc tạo tác thứ nhất, giáp chỉ đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây bồ đề. Lại nữa này các vị tập thánh tử, Như Lai thì hiện ở đời là để hóa độ chúng sinh, đưa họ đến chốn an ổn trong ba thừa, tùy theo sở nguyện của họ. Hoặc có chúng sinh ý dốc đạt quả A-la-hán, không hướng về quả Phật, hoặc có chúng sinh gắn bó với hàng duyên giác, chẳng hướng tới nẻo Phật, hoặc có chúng sinh dốc tu tập đạo vô thượng, không hướng đến các đạo quả thanh văn duyên giác bất chi, hoặc có chúng sinh thoái lui đường Phật mà chuộng nẻo tiểu thừa. Bây giờ Bồ Tát khéo léo dẫn dụ thúc đẩy mọi người dốc đi tới để thành tựu được đạo quả vô thượng bồ đề, và có chúng sinh quanh quẩn được cõi phàm phu chẳng mong tìm các phương tiện để tiến lên ba thừa. Bồ Tát sẽ dốc khuyến khích thúc giục họ thành tựu trong ba thừa. Đó gọi là Bồ Tát thực hiện nẻo tạo tác thứ hai, dốc đi tới đạo tràng là trang nghiêm của Bồ Đề. Như Lai xuất hiện ở đời và những ngôn thuyết giáo pháp nêu bảy khắp chốn, dùng các phương tiện quyền xảo để hóa độ chúng sinh một cách thích hợp, vì mọi người mà nhận lấy trách nhiệm nặng nề gánh vác mọi sự việc lớn lao vĩ đại, và cùng với chúng sinh hiện làm cha mẹ anh em bè bạn, hoặc hiện làm quốc sư tôn trưởng đạo sĩ, hoặc hiện làm bậc phú hào trưởng giả thần lộc quỷ vương, luôn chu cấp những cho những kẻ nghèo khổ khốn khó, thi ân giúp cho bảy thứ cho báu, khai mở thuyết giảng chánh pháp để giúp họ thành tựu được đạo quả nơi ba thừa. Đó gọi là Bồ Tát tu tập nẻo tạo tác thứ ba, dốc đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây bồ đề. Như Lai thì hiện ở thế gian là nhằm chuyển pháp luân vô thượng, không làm mất bốn thứ biện tài, xem xét tâm của con người mà trao truyền 10 điều thiện, phân biệt để thuyết giảng thông suốt về bốn chân lý khổ tập tận đạo, và đối với chúng sinh mê lầm còn bị đắm chìm trong ba cõi thì phải thực hiện các phương tiện để cứu vớt họ, khiến họ vĩnh viễn lìa khỏi sinh tử. Đó gọi là Bồ Tát tu tập nẻo tạo tác thứ tư, dốc đi tới đạo tràng để trang nghiêm của Bồ Đề. Như Lai Thế Tôn xuất hiện ở đời thường đem lòng từ bi rộng lớn như bao trùm lấy hết thảy chúng sinh, như mẹ hiền yêu thương con, tâm không lúc nào lìa bỏ. Bây giờ lòng vương Y La Bát Đa là an trú nơi cung điện cho bảy thứ cho báu tạo thành, và bên núi Tu Di Kim Phước thường cùng với các long nữ vui tết
Nếu đi tới cung điện ở cõi trời để dốc tâm cúng dường thì liền hóa thân dài 7 vạn do chiên với 32 đầu. Nơi mỗi đầu ấy đều có 7 cái răng bên nhau. Trên mỗi mỗi chiếc răng đó đều có ao tắm quý giá. Trong 11 ao báu ấy đều hiện ra 700 đóa hoa sen. Nơi mỗi mỗi đóa hoa sen đó có 700 ngọc nữ thì cùng nhau hòa tấu âm nhạc. Do đủ loại nhạc cụ, âm thanh luôn nối tiếp hòa vui. Lại tuôn mưa với 7 thứ cho báu đã dập vẫy cả mặt đất. Các bậc Bồ Tát đại sĩ là cũng như thế, đem bốn tâm vô lượng ban bố khắp thảy chúng sinh, tuôn xuống những cơn mưa 7 giác ý, là những thứ pháp tài vô cùng tận, tùy theo căn trí chí hướng mà đều khiến cho họ thành tựu đạo quả. Đó gọi là Bồ Tát tu tập Nẻo Tạng Thất Thứ Năm, dắt đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây Bồ Đề. Như Lai Thế Tôn dùng các phương tiện huyền xảo tùy thời mà giáo hóa thích hợp. Đối với những nơi chốn có thể hành hóa thì nên hành hóa, chỗ nào nên an tọa thì an tọa, nơi nào cần giảng giải thì dốc nêu bày, nơi chốn nào nên im lặng thì phải biết im lặng. Đi vào khắp nẻo cuộc sống của chúng sinh mà tâm luôn biết đến chỗ cần nhớ nghĩ, để theo bệnh trị liệu ta không hề tăng giảm, khiến cho hết thảy đều vĩnh viễn đến được nơi bờ của chốn giác ngộ giải thoát. Đó gọi là Bồ Tát tu Nẻo Tạng Thất Thứ Sáu, giúp đi tới đạo tràng để trang nghiêm cội Bồ Đề. Lại nữa này các vị, tập tánh tử Như Lai xuất hiện ở thế gian, hóa độ dẫn đường cho chúng sinh, chẳng từ vì mình mà là vì tất cả mọi người, nên trải qua 100.000 kiếp, đã thay họ mà nhận lấy bao sự khổ không chút mệt mỏi. Từ đấy an trụ nơi ánh sáng giác ngộ, thành tựu đạo quả vô thượng. Đó gọi là Bồ Tát tu tập Nẻo Tạng Thất Thứ Bảy, dắt đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây Bồ Đề. Chư Phật thì hiện ở đời không hề hủy hoại pháp giới, pháp tánh, tự như thế mà cũng chẳng phải tự như thế. Cảnh giới chân thật là như nhiên, không có hủy hoại mà cũng chẳng phải không có hủy hoại. Con đường tu tập luôn dứt mọi sợ hãi mà cũng không hề biết lo sợ. Đấy gọi là Bồ Tát tu tập Nẻo Tạng Thất Thứ Tám, dốc đi tới đạo tràng đã trang nghiêm cây Bồ Đề. Như Lai ra đời là đảm nhận việc nếu bày đầy đủ về nhất tướng vô tướng, chỉ trong khoảnh khắc bốn ngón tay ở trong các pháp quá khứ hiện tại vị lai, làm xuất hiện cho Phật Thế Tôn trong 3 đời chân thật chứ không khác lạ hay biến đổi. Đấy gọi là Bồ Tát tu tập Nẻo Tạng Thất Thứ Chín, dốc đi tới đạo tràng để trang nghiêm cội Bồ Đề. Như Lai ra đời là vì lòng từ bi đối với chúng sinh, dùng số lượng con một ngày khiến 3 đời làm thành một kiếp mà mọi chúng sinh ở trong đó đều không hề hay biết gì. Đấy gọi là Bồ Tát lúc mới sinh ra vừa chạm đất phải cất chân lên bên phải lên, đã tu tập 10 đạo tạo tác, chấp đi tới đạo tràng để trang nghiêm cái Bồ Đề. Đức Phật và các vị tập tánh tử, Bồ Tát lúc sơ sinh đi 7 bước trên mặt đất, ở trong khoảng thời gian ấy đã lại thực hiện việc tư duy và 10 pháp, hàng phục ngoại đạo, phá hủy bao lớp lưới ma. Chư thiên luôn túc trực bên cạnh, giúp đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây Bồ Đề cho đến khi diệt độ trọn không sanh lìa chúng. Những gì là 10 pháp? Này các vị tộc thánh tử, trước hết là nên hạ phục các ma, thân mặc đầy đủ, áo giáp chắc chắn bằng lòng từ bi nhân ái, tay cầm chặt kiếm trí tuệ với các phương tiện thiện xảo dẫn đường, đầu đội phòng hoa vô ý, xua sạch đám kiêu mạn, trừ hẳn loài cống cao tự đại. Đó gọi là hàng tộc thánh tử, trước nên tu tập pháp khó được thứ nhất ấy. Là nữa này, các vị tộc thánh tử, đã là tư duy về diệu nghĩa, uyên áo, rộng lớn, chân đất dứt sạch các lậu, thờ phục đám ngoại đạo kia để giữ lấy vị trí đứng đầu, tăng việc sử dụng thần tông với diệu lực vô lượng. Ví như họ hiện một thì ta sẽ hiện hai, khiến cho đám tà đạo trở về với chánh kiến. Đó gọi là Bồ Tát. Hàng Bồ Tát tập tánh tử luôn nhớ nghĩ tu tập pháp khó được thứ hai. Lại nữa này các vị tập tánh tử, Bồ Tát đại sĩ hóa độ chúng sinh luôn hăng hỷ thọ nhận chánh pháp, quyết giữ lấy sự bền chắc không hề hướng tới một giáo pháp nào khác. Đó gọi là Bồ Tát tu tập pháp khó đạt được thứ ba. Lại nữa là các vị tập tánh tử, chư Phật Thế Tôn luôn gắn bó với nơi chốn hành hóa chánh pháp, ngày đêm 4 thời luôn xem xét chúng sinh, chỉ trong khoảnh khắc 4 ngón tay có thể đi khắp hàng xa quốc độ trong 10 phương, đi khắp rồi lại trở về chỗ ban đầu nhưng không hề tam đấm ba cõi. Đấy gọi là Bồ Tát tu tập pháp khó được thứ tư. Lại nữa này các vị tập tánh tử,
với trí tuệ vô ngại có thể đi khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, tự hóa độ vô số chúng sinh mà không thấy có sự hóa độ ấy. Đó gọi là Bồ Tát tu tập pháp khó được thứ năm. Lại nói là các vị tộc thánh tử Bồ Tát Đại Sĩ dùng diệu lực của thần túc du hóa đi khắp hàng xa quốc độ trong mười phương, quan sát đầy đủ về tâm tức cùng mọi nẻo suy nghĩ của chúng sinh, hoặc dùng một thân hóa làm trăm ngàn thân tướng rồi lại hợp làm một mà không ai hay biết. Đó gọi là Bồ Tát tu tập pháp khó được thứ sáu. Lại nói là các vị tập thánh tử Bồ Tát suy nghĩ về bốn trí tuệ vô ngại không phải là nẻo tu đạt của A La Hán, bất chi Phật cũng không phải là chốn mà các hàng thiên long quỷ thần tá bộ chúng có thể đạt được. Đó gọi là Bồ Tát tu tập pháp khó được thứ bảy. Lại nữa này các vị tập thánh tử, thần lực của Như Lai thật chẳng thể nghĩ bàn, có thể đem vô lượng quốc độ của chư Phật trong mười phương bỏ gọn vào trong một hạt bụi mà đi khắp lượt khắp vòng không giúp trở ngại, hoàn là như cũ mà không ai hay biết gì. Đó gọi là Bồ Tát tu tập pháp khó được thứ tám. Lại nữa này các vị tập thánh tử, Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã đạt được bốn thứ viện tài trí vô sinh diệt, có thể vô hóa nhận thức lãnh hội khắp tam thiên đại thiên thế giới. Đó gọi là Bồ Tát tu tập pháp khó đạt được thứ chín. Lại nữa này các vị tập thánh tử, chư Phật Thế Tôn thực hiện vô tận các pháp, đem các pháp môn che chở cho chúng sinh, đạt được 10 diệu luật vô ý, 18 pháp bất cộng của chư Phật. Đó gọi là Bồ Tát dốc tâm dốc tu tập pháp khó đạt thứ 10, nhằm đi tới đạo tràng để trang nghiêm cây Bồ Đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng gia khắp cả đệ tử và chúng sanh trở trọn thành Phật đạo. Kinh Bồ Tát A Lạc quyển 1.